tuổi trẻ bây giờ các cháu nó nhìn nhận nó mọi sự nó rõ ràng lắm. Cuộc đời con người nó ngắn lắm, ai có một cuộc đời không việc gì mà phải hy sinh, phải nghiến răng, phải chịu đựng được. Vợ chồng lấy nhau nếu không ở được, không tôn trọng nhau thì chia tay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Vâng, tôi đây. Dạ vâng, chào anh. Câu hỏi của anh là gì vậy ạ? Tôi xin hỏi chuyên gia tư vấn hộ gia đình chúng tôi là tôi có một đứa cháu ngoại nó đi lấy chồng thì nó rất là ngoan. Vâng. Hai vợ chồng nó làm ăn ở quán. Thế nhưng mà một hôm thằng chồng nó cứ đi đánh bạc, nó tối khuya nó về thì vợ nó nói thì nó đánh. Vâng. Nó đánh thì là bố chồng cả bên nó nói thế nào thì là bố chồng bảo là vợ đánh lại nhưng không phải cháu nó không dám đánh lại. Thế thì sau nó bố chồng dã man quá nó bắt cháu quỳ 2 tiếng hồ và nó sỉ nhục, nó nói gia đình chúng tôi không ra cái gì cả, bây giờ cháu bỏ về gia đình chúng tôi rồi. Thế bây giờ nhờ chuyên gia tâm lý thì chúng tôi động viên cháu nhưng cháu nó không về mà gia đình kia nó cũng ghê gớm lắm. Vâng. Nhờ chuyên gia tâm lý giúp vợ chúng tôi xem thế nào. Đây là cháu ngoại tức là như thế nào đây anh? Tức là gọi anh bằng ông à? Vâng. À thế anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? À? Tôi năm nay 75 tuổi ạ. À thế ạ, à, nghe giọng còn trẻ quá. Nói chung là thế bố mẹ của cháu ấy thì có ý kiến gì chưa? Đại khái là bây giờ bố cháu thì nó bảo thôi, nếu không ở được với nhau thì về thì bỏ thì bỏ, vì cháu nó được 2 đứa con rồi mà. À thế ạ, à? Tức là cũng có 2 đứa con rồi, thế 2 đứa con thì đang ở đâu ạ? À? Hai đứa con bây giờ nó cứ lúc thì nó về với mẹ nó, lúc thì là nó về với bố nó, bởi vì hai xã gần nhau mà. À rồi. Mà. Thế là cháu ngoại anh năm nay bao nhiêu tuổi? Cháu sinh năm 90 ạ. Chồng cũng sinh năm 90. Rồi, thế là cũng 30 tuổi rồi chứ cũng không phải ít đâu. Vâng, vâng. Đúng không? Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Vâng, xin chào bác. Vâng, xin chào bác Đinh Đoàn nhé. Vâng. Giờ là lần đầu tiên thấy ông ngoại mà cần hỏi chuyện lo cho hạnh phúc của cháu ngoại mà cháu ngoại cũng lớn rồi. Thật Đinh Đoàn này tôi rất thích chương trình này, không lúc nào tôi bỏ nó mặc dù già rồi nhưng tôi thấy nhiều khi chuyên gia giúp đỡ cho nhiều đôi cũng nó định tưởng nó bỏ nhau nhưng nó lại trở về với nhau cũng do chuyên gia giải thích rất là hay đấy. Dạ, vâng. Thôi bây giờ thì ngắn gọn thế này, hai cháu là nó lấy nhau này, xong rồi nó có 2 con rồi này, thế rồi là vợ chồng có xích mích, đã thế thì bố chồng lại còn hay bênh con trai, và trong một lần xích mích lớn thì bố chồng đã bắt con dâu của ông ấy quỳ 2 tiếng, và sau lần đấy thì là cháu nó không thể chịu được nữa thì nó bỏ về bên nhà ngoại nở. Vâng, dạ. Về một mình đúng không ạ? Vâng, thỉnh thoảng cháu nó thì là nó lại đón con về. Vâng. Bây giờ nó làm đơn thì xã ở bên cũng mời đến để hòa giải nhưng nó vẫn kiên quyết nó bỏ. Vâng. Trong mà cái thời gian mà cháu nó về bên ngoại này thì cái cháu rể tức là chồng của cái cháu bé gái nó có qua lại có ý kiến xin lỗi hay tìm cách đón vợ về hay là nó thì nó cứ như là đứa trẻ con ấy, nó vẫn xuống đây có gì bảo ăn thì nó vẫn gan, nhìn chung là vợ chồng nó không có gì nhưng mà bố cái thằng kia nó phụ thuộc vào bố nó. À, đang muốn hỏi là cái nhà chồng của cháu ấy cũng như là chồng cháu cái đợt mà cháu đã bỏ về bên này thì gia đình ấy có cái động tác có ý kiến gì không? Nó một tối hai vợ chồng bố nó xuống, và cái thằng con trẻ nó cũng xuống thì nó lại bắt quỳ, nó bắt quỳ nó không cho nhà bên con gái này nhà chúng tôi nói cái gì cả, nó cứ nói hết, nó cứ nói lên cái lý phải của nó. Đấy, thế. Tức là tự nhiên là bắt con cháu gái nhà mình quỳ ngay ở tại nhà mình. Vâng, nó là ngạo mạn thế cơ. Vâng. Thế xong rồi thì cháu gái thì làm đơn ly hôn. Vâng. Chắc là chồng thì không ký, làm đơn một mình thôi đúng không? Vâng, đúng rồi. Thế và cháu nó nộp đơn và người ta cũng đã làm đến cái bước là gọi tư vấn hòa giải, tức là hai vợ chồng lên gặp gỡ. Vâng. Và nói thật là người trong cuộc thì mới hiểu được là nó như thế nào. Mình thì chắc là kể cả có ông ngoại hay là bố mẹ của cháu có khuyên con gái thì thôi con ạ, mình là con gái, mình cũng cái số chẳng may vớ phải cái gia đình nó ác nghiệt như thế thì con cũng chịu nhún nhường một tí, con phải nhớ rằng là con đã có 2 đứa con, mình cũng sống phụ nữ sống vì con vân vân, và mình sẽ khuyên theo kiểu từ trước đến giờ vẫn vậy đúng không? Nhưng các cháu thì cháu nó là dân 9x, cháu nó sinh năm 90, tuổi trẻ bây giờ các cháu nó nhìn nhận nó mọi sự nó rõ ràng lắm, cuộc đời con người nó ngắn lắm, ai có một cuộc đời không việc gì mà phải hy sinh, phải nghiến răng, phải chịu đựng được. Vợ chồng lấy nhau nếu không ở được, không tôn trọng nhau thì chia tay.
mà ra như ở bên kia họ năn nỉ, họ xuống họ nói rằng là xin lỗi, thật ra hôm ấy tôi cũng nóng quá, thành tôi bắt cháu nó thế nọ thế kia, thôi thì xin phép ông bà tôi đón cháu về để cho vợ chồng nó làm ăn, hoặc là người ta nói, thì mình cũng sẵn sàng động viên con cháu nhà mình là thôi thì chồng bán còn có kí xô, vợ chồng xích mích là chuyện bình thường, đặc biệt là hai đứa là cũng còn trẻ. Thế nhưng mà đây bên phía bên kia cũng không thiện chí và lại có những cái động tác mà như là bác nói, nên cũng cay nghiệt quá, thành ra cháu gái nó kiên quyết. Mình thế này ạ, có lẽ cũng không có can thiệp gì nhiều, các cháu nó cũng 30 rồi. Vâng. Chỉ nhắc nhở thôi, mình là ông cũng thế, mà kể cả bố mẹ của cháu gái cũng nói rằng thôi tùy các con, nhưng mà mẹ thì mẹ cứ nghĩ rằng là giá con thế này con cố được thế kia thử xem con thế nọ, xem ra làm sao. Thế rồi thậm chí mình cũng có thể bàn bạc, bởi vì cái cháu rể nếu mà nó ngoan, chẳng qua nó chỉ bị bố mẹ nó không chế, thì bàn bạc là thôi vợ chồng bây giờ nếu còn thương yêu nhau, mình thì phải trưởng thành đi, một người đàn ông 30 tuổi rồi, bây giờ thì xin ra ở riêng đi, vợ chồng cùng khởi nghiệp đi, không phụ thuộc vào bố mẹ. Đầu tiên nó còn khó khăn, đôi bên hỗ trợ để vay, cho vay một ít vốn để làm bắt đầu từ đầu, vân vân. Thế thì thậm chí là ra ở riêng hay mua nhà ở chỗ khác, xong rồi thuê cửa hàng mà vợ chồng cùng kinh doanh chẳng hạn, nó sẽ cùng khó khăn về mặt kinh tế ban đầu, nhưng mà rồi sẽ khắc phục dần dần. Còn hiện nay là ở trong đó là cứ bị khống chế cả về mặt tài chính, cũng như là đấy, cái đường ăn nét ở, rồi bị soi bị xét rất là nhiều, đúng không? Người lớn can thiệp quá lớn sâu, thành ra các cháu nó không thể trưởng thành được, mặc dù đã 30 rồi. Nếu không thành thì thôi, đành các cái cháu nó chấp nhận, sau này thì ông bà hỗ trợ các con các cháu về việc là khi chia tay chắc chắn là bố một đứa này, mẹ nuôi một đứa, rồi các cháu nó mới có 30 tuổi, nó cũng lại sẽ có đi bước nữa, lúc ấy lại còn con còn cháu, thì rất là cần sự hỗ trợ của cụ cũng như là ông bà trong cái giai đoạn hậu ly hôn ấy nhá. Rồi, anh đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đình Đoàn rồi chưa? Xin chào anh nhé. Ông Đình Đoàn, cảm ơn chương trình nhé. Dạ vâng. Bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Phước. Dạ, alo anh ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Em muốn hỏi bộ phận sinh dục em không cưng nên em sắp lập gia đình anh ạ. Xin lỗi, bạn là nam hay nữ nhỉ? Em là nam ạ. À, thế nghe giọng sao lại khó phân biệt thế? Từ nhỏ vậy rồi anh ạ. Tức là từ nhỏ đến giờ cái giọng nó cứ như thế à? Dạ. Rồi, thế thì năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em sinh năm 88 ạ. Tức là 32 tuổi rồi à? Dạ. Từ trước nay đã yêu ai chưa? Em chưa ạ, bây giờ là mối tình đầu tiên của em ạ. Ồ, thế thì bạn nói là cái chỗ bộ phận sinh dục, tức là cái dương vật của bạn nó không cương cứng lên được á? Dạ, mà không xuất tinh được anh ạ. Không cương lên được thì làm sao mà xuất tinh được? Từ trước đến nay là có bao giờ thấy cương không? Không ạ. Ờ, thế bây giờ cái chỗ ấy nó to bằng từng nào? Lúc mà nó không cương nó to từng nào? Nó bé hơn hồi dậu ấy anh, bé lắm. Bạn hỏi thật hay bạn hỏi đùa đấy? Em hỏi thật thì em hỏi đùa đâu, em nghiêm túc mà. Từ trước đến nay thì đã đi khám ở đâu chưa? Chưa ạ. Thế à? Rồi, anh Đinh Đoàn, chuyên gia của chương trình sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, chào em. Chào anh Đinh Đoàn ạ. Bây giờ nhá, em cứ từ từ lắng nghe và trả lời anh 10 câu hỏi sau nhá. Thật ngắn gọn này. 1. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Em 32 tuổi ạ. 2. Em thấy em có dấu hiệu dậy thì gì không? Không ạ. Cái khu vực cái bộ phận sinh dục ấy là đang bé tí, ban nãy em nói là bằng hạt đậu, tức là bằng hạt đậu đen á hả? Dạ. Thật á hả? Dạ. Có nó có mọc lông không? Có mọc lông ạ. Em đi vệ sinh thì em ngồi hay em đứng? Em đứng ạ. Ừ. Cái bằng hạt đậu ấy, tức là em muốn nói tinh hoàn ấy hay là cái dương vật bằng hạt đậu? Dạ. Là cái gì bằng hạt đậu? Chim bằng hạt đậu ạ. Cả cái chim bằng hạt đậu ha? Dạ. Em có phát triển về ngực không? Có ạ. Ngực em to đúng không? Mông lớn không? Mông lớn ạ. Có eo không? Có eo ạ. Em có cảm giác là trong người em nó như là có một cô gái nào đó đang sống ở trong cái hình hài của em không? Có ạ. Thứ nhất, em phải đi khám. Một là em thuộc đối tượng là về giới tính nó không rõ ràng. Ví dụ như trong cơ thể của em vừa có bộ phận sinh dục nam lại có vừa bộ phận sinh dục nữ. Đi siêu âm người ta biết đâu, người ta phát hiện trong bụng em lại có cả buồng trứng lẫn gọi là dạ con nữ. Thế còn cái mà nó thể hiện ở bên ngoài là cái bằng hạt đỗ bé tí tí xeo xeo, nó chỉ là cái che đậy thôi, còn thực ra đấy thì ở trong đó là cái yếu tố nữ nó nhiều hơn. Em là của em 100% ạ. Của em nó bất thường lắm nhá.
Dạ. Để bác sĩ xác định cho xem mình có thể có hỗ trợ can thiệp gì không. Có khá nhiều trường hợp nó giới tính nó mập mờ, thế là đi bác sĩ bảo thực ra thì đây là một cô gái, còn cái bằng hạt đậu bên ngoài bây giờ thì là phẫu thuật cắt đi, thế và để bởi vì bên trong hoàn toàn là các thứ là của một cô gái, để rồi người ta tạo hình cho là mình trở thành cô gái. Hoặc là ngược lại là vấn đề về hormone, về nội tiết của mình nó có vấn đề, nó chưa bùng phát lên được. Thế thì người ta sẽ có thể bổ sung hormone hoặc là như thế nào đó để cho em phát triển theo hướng một chàng trai. Thì cái đấy mới gọi là để chuẩn men được, chứ chuẩn men không phải là tự nhận, đúng không? Nhá. Em ở Bình Phước, thôi em cứ xuống thành phố Hồ Chí Minh, đó là trung tâm lớn nhất của cả nước về vấn đề nam khoa cũng như là về vấn đề giới tính tình dục nhá. Dạ dạ dạ. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Xin chào bạn nhé. Chúc bạn luôn luôn gặp nhiều may mắn. Bạn luôn luôn gặp nhiều may mắn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, Hà Nội đâu ạ? Alo. Tôi đang nghe đây ạ. Tôi là một quân nhân đã nghỉ hưu rồi. Vâng. Còn tôi là giáo viên trường trung học cơ sở và có hai con trai đầu là học năm cuối đại học và con gái thứ hai đang học năm cuối của cấp 3. Dạ vâng. Thế thì từ khi tôi nghỉ hưu là vợ thì bản chất là rất tốt, rất trung thực, thật thà, nhưng mà chê tiền lương hưu ít. Rồi là cứ bảo tôi là không giúp đỡ việc nhà cái thứ, gây nhiều xung đột, rồi con cái cũng gây lộn lẫn nhau rất khó. Thì bây giờ nhiều lần tôi cũng muốn nói là họp gia đình lại để chia sẻ công việc, nhưng vợ cứ gạt đi bảo không cần thiết. Cho nên nhiều lúc cũng rất bực mình. Bây giờ công việc thì máy giặt đã giặt đồ rồi, nhưng mà nhiều lúc cô ấy lại cứ giặt đi giặt lại, tôi thì tôi muốn giặt nhưng cô ấy cứ giặt là cô ấy lại giặt lại, thế rất tốn kém. Và hơn nữa là tôi thì chuyên gia về rửa bát rồi, nhưng công việc nhà cũng nấu nướng các thứ, nhưng cô vẫn cứ chê là bảo rồi không làm việc nhà mấy. Đấy, cơ bản là những cái rất là bình thường như thế, nhưng gây xung đột rất lâu. Một chuyên gia Đinh Đoàn giúp đỡ làm sao để yên ấm và nó đỡ đi những cái xung đột không cần thiết. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Ôi, 63 tuổi rồi. À, 63 tuổi, thế là về hưu được bao nhiêu năm rồi? 3 năm rồi. 3 năm nay mới nảy sinh mâu thuẫn à? À ừ, 3 năm nay thì đấy, từ lúc nghỉ hưu lương thấp thì mâu thuẫn nhiều hơn. Trước đi theo, đi làm thì nó lương nhiều hơn, tiền nhiều hơn thì nó đỡ, anh ạ. Vâng. Anh Thành Văn thấy là từ lúc xuống thấp là mình phụ nữ hay cá chê mình đó. Ôi. Anh đàn ông mình hay bị thế. Thế bây giờ lương hưu là được bao nhiêu, mấy triệu? Có 4 triệu 7 thôi. À thì à, 4 triệu 7. Anh thấy là cái cuộc sống gia đình thì có đến mức là khó khăn lắm không? Không, thì tôi cũng tích cóp được một lượng thì vẫn nuôi con ăn học bình thường, nhưng mà vợ nó cứ thấy một bên là đi làm này, một bên tôi cứ nghỉ, thì bây giờ nhà nước cho nghỉ hết tuổi lao động rồi thì nhiều lúc cứ thấy nói những câu khó nghe, và vợ thì cũng còn trẻ mà. Vâng, thế mà sao anh năm nay bao nhiêu tuổi? 46 tuổi. À, còn lâu mới nghỉ hưu đúng không? Gần 10 năm nữa. Tức là cách nhau đến tận 16, 17 tuổi cơ à? Đúng không? Chính xác, anh Thành Văn nói đúng đấy. Anh Đình Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Vâng. Rồi, xin chào anh ạ. Vâng, chào anh Đình Đoàn. Vâng. Tôi nói ngắn gọn như thế này này, cái việc mà anh nghỉ hưu lương có thấp đi một chút, anh cho rằng đấy là nguyên nhân chính khiến tình trạng gia đình hiện nay. Tôi cho rằng là mình cũng hơi chủ quan, đúng là đang lương 30 triệu nay còn có 4 triệu mấy thì cũng hơi hững hụt một chút, nhưng mà chúng ta cũng như anh nói đấy, qua phải sống bằng lương đâu, chúng ta cả một đời đi làm cũng có được món nọ món kia, cũng có vài cuốn sổ tiết kiệm lấy lãi ra mà tiêu rồi là cũng vân vân. Thế thì chắc nó không phải là nguyên nhân chính, nhưng mà nguyên nhân ở chỗ này này. Trước đây mình đi làm, suốt cả ngày bận rộn, chiều tối mới gặp nhau, ít va đập, ít nhìn thấy mặt nhau, việc nó đỡ nắm chuyện. Bây giờ thì đã nghỉ hưu suốt ngày ở nhà, việc xã hội thì bớt lo đi, thì bắt đầu mới soi. Sao giờ giặt quần áo thì mình giặt nhiều thế, có vài cái quần áo cũng bỏ vào máy giặt, thấy tốn điện, tốn nước. Đúng rồi. Rồi là sao lại đi đôi dép, cứ lẹp cà lẹp kẹp, cái thằng kia mày không nhấc chân cao được. Tức là mình trở nên là một cái giám sát viên ở trong gia đình, nó quá khắt khe. Và vợ thì là một giáo viên, người ta sinh hoạt ở trường nó cũng nề nếp, mấy nay ở nhà lại có một cái ông là cứ thay mặt mình làm đủ quyền, từ sáng đến tối đã không đi đâu thì chớ lại còn soi, cứ càng gặp nhau nhiều va đập nhiều á, rồi nó cũng nảy sinh lắm chuyện. Mình cũng nhận thấy mình cũng khó tính hơn, vì trước đây thì mình không để ý chuyện gia đình, nay thì thấy chúng mày sao ăn tiêu hoang thế,
con trai chưa làm ra tiền mà đã tiêu lại đang điện thoại của mày còn xịn hơn của bố mày vân vân. Thế rồi mình cũng hay góp ý về các cháu nó cũng chán chẳng muốn nghe mình nữa. Mình chưa làm quen được với một cuộc sống mới, rằng nay mình là một người đã lùi về cuộc sống gia đình. Mình cũng không còn dạy dỗ ai được nữa, mình cũng chẳng phải trụ cột trụ cái gì, mình cũng phải hòa hợp với mọi người, cũng phải có một sự thật rằng mình rất là sướng vui vì có vợ trẻ, nhưng mà cái đấy nó cũng lại là một cái cản trở với mình. Một ông sáu mấy về hưu cũng phải lo đấy, một cái bà vợ giáo viên áo dài rồi vét rồi son phấn rồi nhẹ nhàng hàng ngày lên lớp lên trường. Thế rồi công đoàn, rồi lại thi giáo viên giỏi, rồi lại sinh hoạt chuyên môn, rồi vân vân, nhiều thứ lắm, vui lắm. Thế thì mình mà không cập nhật là mình thành tụt hậu đấy. Tụt hậu sao với... mình là thành ông già lẩm cẩm, rồi sau này bà vợ không dám cho đồng nghiệp đến chơi, và ôi dồi lão nhà tôi giờ từ ngày về hưu giờ khó tính lắm. Thế rồi thế. Cho nên là thôi bây giờ thế này, chuyện nhà anh chứ không có cái gì lớn, cơ bản nhất là nó sộc sạch ở cái giai đoạn chuyển tiếp mà chúng ta chưa chấp nhận được. Anh còn sức khỏe không? Vâng, khỏe tốt, tôi vẫn chạy, buổi chiều chạy vào đánh bóng bàn câu lạc bộ ngày xưa là được toàn giải nhất với giải nhì đấy anh ạ. Chạy thì được rồi, chạy thì được rồi, nhưng không ai chạy cả ngày mà chạy suốt cả tháng được, đúng rồi. Anh ơi, tôi muốn hỏi thế này này, anh có các mối quan hệ đồng nghiệp hay bạn thân hay cũ mới hiện nay người ta còn đang làm giám đốc giám viết gì để anh cũng đi làm không? Cái đấy thì họ cũng mời nhiều nhưng mà đi xa tôi cũng thích, trước là những năm quân trường đã đi xa lắm rồi anh ạ. Bây giờ cứ đi làm xa là đâu? Xa. Sài Gòn hay là Đà Nẵng? Tôi cũng làm rồi, mấy năm giờ tôi đi làm rồi, nhưng mà bây giờ ở nhà muốn nghỉ ngơi thì là nghĩa là có một cái dự án nào những gần mà nó không áp lực thì tôi có thể làm gần chứ. Rồi. Như gợi ý của anh thì cũng có thể anh ạ. Anh ơi, nói thật thế này này. Vâng. Gươm cái tuổi mình rồi. Vâng. Gươm cả đời rồi. Xa vâng. Vợ con có một tuần thứ bảy chủ nhật lại gặp nhau nó lại càng hấp dẫn. Anh cứ đi Điện Biên thì vào cái máy bay ở trên công ty mình bây giờ có đi làm, không phải là làm bảo vệ đâu, mình phải làm chuyên viên chuyên môn của mình đúng không? Mình có vâng, thể là rồi. Chuyên gia cố vấn này khác. Mình các em nó mình sống bằng chính cái chuyên môn của mình, đi có người đón người nâng. Thế thứ bảy chủ nhật về lại có thu nhập, trông thấy bố lại vui vẻ, lại cả tuần đi làm mình đã xả được rất nhiều chuyện ở cơ quan, về nhà mình nhẹ nhàng đi rất nhiều, mình nhìn đời nó tươi trẻ. Và đấy cũng là một cách mà để nâng, thứ nhất là nâng cao sức khỏe của mình, thứ hai là nâng cái vị thế của mình trong gia đình. Thay vì việc này, đấy, bố cháu cực giỏi, ông này chuyên môn giỏi lắm, ông nghỉ hưu nhau có chịu nghỉ đâu, cứ suốt ngày Điện Biên với Lào Cai mà vân vân. Thế là trong cái lời nói của vợ chia sẻ với đồng nghiệp cũng có một chút hãnh diện trong đấy. Ôi giời, ông bây giờ bận lắm, nghỉ hưu còn bận hơn cả ngày xưa ấy. Bây giờ suốt ngày đi mà dự án nhiều lắm, sướng không? Đó, mình nghe thấy những cái câu mà vợ với con nó nói về mình cũng thấy mình có giá trị. Chỉ khi chúng ta dừng lại khi chúng ta thật sự không còn sức khỏe. Thứ hai là nếu như hai vợ chồng mà nó chín đều ấy, tức là nó hưu đều, thì bây giờ đúng là rồi. Ông bà mới dắt tay nhau thôi, chỉ đăng ký xem có cái tour rẻ rẻ, nay đi Móng Cái, ngày mai bữa khác lại đi Sơn La, hay là đi đây đi đó mà rung răng rung rẻ. Còn hiện nay thì bởi vì chị chưa nghỉ, thành ra là nó vẫn cứ sọc sạch, mình phải lo đúng cho vậy. Mình thôi nhá. Chứ còn thì cứ ở luẩn quẩn ở cái nhà ấy rồi tự nhiên nó sinh chuyện đấy. Vâng, đúng như anh Đoàn vừa nói, tôi cứ ở nhà như mùa nCoV2 vừa rồi, cứ ở nhà nhiều mà tỷ lệ xung đột của thế giới cũng tăng lên. Tôi đấy. Đúng là suy luận như anh Đinh Đoàn là chính xác. Cảm ơn chuyên gia. Rồi, anh đã nghe rõ rồi chứ. Xin chào anh nhá. Chúc gia đình anh luôn luôn gặp nhiều may mắn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Alo, xin chào, tính giả gọi đến từ Thái Bình. Thái Bình đâu ạ? Đây, tôi muốn hỏi về cửa sổ tình yêu. Dạ vâng, thế làm sao đấy ạ? Tình yêu làm sao? Làm sao, tức là trước tôi ra lên Hà Nội, từ Thái Bình lên Hà Nội làm. Thế sau là đến ban đầu thì mới là chỉ xem biết là cô chủ, làm cho nhà cô chủ thôi. Vâng, xin lỗi bác, năm nay bao nhiêu tuổi đấy? Mình 46, gần 47 tuổi rồi. Ôi dồi, trẻ thế. Rồi, nghe cái giọng như là tưởng cụ 80. Rồi, thế là... Nhưng mà... Tôi nó bị khan giọng từ lâu rồi. Rồi, tôi cứ nghe tưởng cụ 80. Rồi, tức là anh có vấn đề gì? Trước đây quen, về sau cô ấy là nói là cô ấy xin một đứa con. Rồi. Thế tôi bảo không được. Thế là cuối cùng cô ấy
bảo là không ảnh hưởng đến gia đình anh là được rồi. Rồi. Thế thôi. Ừ. Thế cho nên là về sau là chị cố đưa đi khám, đưa đi nhà nghỉ. Rồi. Thế là cuối cùng như thế là thì sinh được một đứa cháu, chị gái. Rồi. Thế đến bây giờ là coi như thế là gia đình anh em cố lên là bắt tôi là phải nhận đứa trẻ đó. Rồi. Bố, chứ không thể không được. Rồi. Vậy cho nên là tôi muốn đề nghị như thế là như thế có được hay không? Rồi, thế là ở, bây giờ anh ở quê là có mấy cháu? Tôi có hai cháu. À, thế cái cô ấy kinh doanh cái gì mà anh làm thuê cho họ? Cô ấy không kinh doanh gì, mà đến làm cho nhà cô ấy đến đón tôi, tức là về làm sửa lại cái điện nước đấy. À, tóm lại là anh làm công nhật về sửa lại điện nước cho gia đình cô ý, chứ đúng không? Về công nhật cái gì thôi. Rồi, thế là cũng sửa nhiều việc, chứ không phải là vừa điện vừa nước. Rồi, thế là làm bao nhiêu ngày thì cô ta xin một đứa con? Tức là làm hơn một tuần. À, thế thì cô ta có gia đình không? Cô ấy như thế là chồng bên xuất khẩu lao động, coi như thế là nó lấy vợ khác, tinh thần như thế. Tức là bỏ nhau rồi à? Chắc là nó bỏ nhau rồi. Trước khi có con với anh thì cô ta có con với chồng không? Không có. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Rồi, xin chào anh ạ. Sống gia đình của anh ở dưới Thái Bình thế nào? Vợ thế nào? Các con lớn chưa? Các cháu trưởng thành chưa? Chưa trưởng thành, mà vẫn bình thường, không có gì, vẫn cấy ruộng làm ăn. Vâng. Thế thôi. Cháu bé nhất là bao nhiêu rồi? Cháu nhất là như thế là 11 tuổi đấy nhỉ? À, cũng mới có 11 tuổi thôi không? Vâng. Rồi, việc thứ hai là anh có tin rằng đấy là con của anh thật không? Hay là cô ấy bảo rằng là đấy, sau cái lần nhà nghỉ là anh ngủ với tôi, là tôi có thai là con của anh? Bởi vì người ta có thể có nhiều cách để mà có thai, có thể cô có từ trước và muốn rằng anh là người cũng có quan hệ để mà lấy danh lấy tiếng chẳng hạn, theo cái cách mà dân gian hay gọi là trắng men đấy. Thì anh có tin đấy là con của anh không đã? Chắc là tôi cũng chưa tin 100%. Rồi. Nhưng mà cô ấy công nhận là như thế. Rồi, bảo chuyện vậy và không ảnh hưởng gì đến gia đình anh cả. Không ảnh hưởng, nhưng mà hiện nay người ta đang bắt anh là nhận đấy là con của mình thì sao lại không ảnh hưởng được? Nhận một đứa con ngoài giá thú không phải của vợ mình và của mình sinh ra thì chắc chắn là phải ảnh hưởng rồi. Thế thì việc đầu tiên anh phải chắc chắn biết đấy là con mình. Thế thì một là anh phải, bởi vì cũng đang anh cũng thường xuyên Hà Nội cũng ăn nằm với người ta rồi, anh cũng chả còn cái gì để mà mất nữa, đến gặp gỡ xem nhìn xem linh cảm có nhận ra đấy là con mình không. Nếu mà gọi là cái linh cảm người cha nhìn thấy ôi trời ơi cái chán này nó giống y như chị nó ở dưới Thái Bình thì thôi con mình, ok. Thế nhưng thấy không đủ tự tin rằng đấy đã chắc gì con mình mà sao cái thằng này thì vân vân, thì yêu cầu đi, nếu như mà anh mà muốn nhận ấy thì phải có cái kết quả xét nghiệm ADN, anh hiểu không? Vâng. Ừ. Thế nếu như anh biết chắc đấy là con của mình bởi vì nó giống anh lắm, hoặc là kết quả xét nghiệm cho biết đúng là con của mình, thì có hai cách. Một là anh sẽ phải nhận đấy là con ngoài giá thú của mình, để trong giấy khai sinh của cháu được ghi cái bên phần người cha là tên của anh vào. Để làm được việc đó thì anh phải làm công tác tư tưởng với cái bà vợ hiện nay của anh ấy. Bởi vì chuyện này thì rồi thế nào rồi cũng đến tai bà ấy. Anh nói thế nào nói để cho người vợ ấy có tức có giận thì cũng chỉ giận, thay vì 10 thì giận 3 thôi. Mấy cái anh em của cô ta từ dưới Hưng Yên ra lên, không phải con anh thì con nó không có cha. Đấy. Nó bắt còn phải làm giấy khai sinh cho cháu bằng tên ấy, rồi nó còn phải đi học đi hành. Đấy. Đấy là một số như vậy. Đấy, cho nên là anh cũng là cái người mà ít va chạm cuộc sống xã hội, cho nên anh mới tin rằng là cứ có người phụ nữ xin đứa con là cho rồi, chả ảnh hưởng gì cuộc sống của mình, sao lại không ảnh hưởng. Một đứa trẻ ra đời nó cần có cha có mẹ, thế rồi là lúc mà được con rồi thì người ta cũng muốn là mình là phải ở bố đầu tiên, chỉ là đứng ở tên giấy khai sinh. Thế sau đấy thì người ta mới yêu cầu rằng là mình phải chu cấp, rồi sau đấy lại còn đòi là đưa mình về để nhận bên nội, chứ chẳng nhẽ con nó không có bên nội à. Nhiều chuyện lắm. Thôi, chuyện đã xảy ra rồi, cũng chả có lần thứ hai để mà rút kinh nghiệm. Bây giờ chỉ là khắc phục hậu quả sao cho nó đỡ, gọi là để nếu nó có thiệt hại thì thiệt hại ở mức thấp nhất anh ạ. Nhá. Vâng. Vâng, anh đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Hy vọng anh sẽ giải quyết ổn thỏa cái khó khăn lúc này của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình, và cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Nam. Alo, Hà Nam đâu ạ?
À vâng, và những hỏi tư vấn bác sĩ hỏi cho con gái thì là nó bị con gái nó bị đột như bệnh mà đa nang buồng trứng thì muốn bây giờ muốn lấy chồng được 2 năm rồi mà sao không có con thì bây giờ muốn hỏi bác sĩ xem làm cách nào để nó dễ thụ tinh nhất hoặc là làm cách nào cho nó dễ mà ải bác sĩ. Rồi, thế là con anh đã đi khám ở đâu chưa? Con gái anh ấy ở Hà Nội rồi, nhiều đấy nhưng mà sao mà không con không dám hỏi, cứ thấy khám về là chỉ nói bố mẹ bệnh mà không có kết quả gì. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem cái khả năng có con từ căn bệnh là buồng trứng đa nang của con gái anh có dễ dàng hay không nhé. Vâng, bố quan tâm đến con gái thế nhỉ? Vâng, thì các cháu ấy mấy năm mà không chưa có nên sốt ruột. Cũng sốt ruột đúng không? Mình làm bố làm mẹ cũng mong cho nó có đứa con, nó cũng gắn kết gia đình rồi nó cũng có trách nhiệm với nhau hơn anh nhỉ? Vâng. Con gái năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh? Gái là năm nay là 31 tuổi rồi. À, tức là chị ấy sinh năm 89 hả? Vâng. Con hai vợ chồng thì làm nghề gì vậy anh? Cháu thì làm nghề kế toán, còn chồng thì làm nghề tự do á. Thực ra thì nếu mà con mà bị buồng trứng đa nang ấy thì cái tức là buồng trứng của người phụ nữ thì nó có hai buồng trứng hai bên anh ạ. Đấy. Thế nếu mà đã chẩn đoán là buồng trứng đa nang thì thường là cái trứng đấy nó không được đủ điều kiện để mà có thể có thai bình thường, là cái chất lượng của trứng ấy thì nó sẽ không được như là người bình thường. Thế thì có lẽ là bây giờ thì con cũng đã 31 tuổi rồi, chuẩn bị bước sang 32 thì tốt nhất là con có lẽ phải hỗ trợ sinh sản, chứ tôi nghĩ tôi e là để tự nhiên thì chắc là nó sẽ khó khăn hơn. Bởi vì là khi mà buồng trứng đa nang như thế này thì bác sĩ người ta phải có một cái can thiệp trực tiếp vào cái quả trứng. Người ta phải tìm được một cái quả trứng nó tốt nhất ở trong cái buồng trứng đó. Sau đó người ta sẽ phải tác động vào cái quả trứng đấy để cho nó có đủ điều kiện có thể có thai được anh ạ. Tóm lại là con cần phải có hỗ trợ sinh sản. Cách nào là dễ và nhanh nhất là cùng hỏi với bác sĩ? Cách dễ và nhanh nhất thì chỉ có đến bệnh viện. Chứ vâng, còn con để tự nhiên là khó ạ. Vâng. Bây giờ phải đến đấy để... Tức là cái quá trình đến đấy người ta phải thăm khám kỹ lại cho con. Sau đó người ta sẽ tùy thuộc vào cái chất lượng của cái trứng đấy, người ta sẽ quyết định cái phương pháp để mà hỗ trợ cho con. Nó là cái phương pháp nào để có thể mang lại hiệu quả cho con. Ví dụ tôi nói ví dụ như là trứng nó chỉ bị dày vỏ thôi chẳng hạn, ví dụ thế, thì người ta sẽ kích trứng lên để cho nó khác. Thế nhưng mà ngược lại, ví dụ có những người buồng trứng đa nang thì chất lượng trứng của nó rất là kém, nó yếu lắm, không thể nào mà kể cả có kích lên nó cũng không thể nào có thai tự nhiên được, thì lúc đấy người ta lại phải tác động vào cái trứng đấy. Nói chung con ở Hà Nam cũng tiện mà, con có thể lên Hà Nội cũng được. Thế hoặc là sang Nam Định cũng được ạ. Ở bên Nam Định, bệnh viện sản nhi Nam Định gì đó, người ta cũng có khoa hỗ trợ sinh sản, người ta cũng khá là tốt. Tuy nhiên thì nó cũng phải có kinh phí, với lại bố trí thời gian đi lại nhiều lần. Đấy, rồi làm xét nghiệm, phải theo dõi một cái quá trình của nó tương đối. Vì thế là cái này thì bố thì thương con thật, nhưng mà cái này là do hai vợ chồng nhà bạn ấy quyết định. Thế cho nên là anh cũng trao đổi lại với con như thế, để cho hai vợ chồng bàn bạc với nhau, rồi chuẩn bị các cái điều kiện cần thiết, và đi khám ở những bệnh viện mà người ta có cái trung tâm hỗ trợ sinh sản ấy anh nhé. Khi đi thì cả hai vợ chồng cùng phải đi, để người ta kiểm tra cả hai vợ chồng luôn, và sẽ hướng dẫn cho con những cái biện pháp mà nó đạt hiệu quả cao nhất trên cái tình trạng thực tế của con anh ạ. Nhá. Vâng ạ. Thế cứ nói với con thế anh nhé. Dạ vâng, anh đã nghe rõ rồi chứ. Xin chào anh nhé. Chào chương trình. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nghệ An. Alo, Nghệ An đâu? Nghệ An đâu rồi ạ? Mình đây. Câu hỏi của bạn là gì? Câu hỏi là mình quan hệ với một người bạn gái ở người Lạng Sơn ấy. Mình quan hệ thì người bạn gái, người yêu của mình thì bảo là không gọi là không lên đỉnh ấy. Thì bây giờ mình cho mình hỏi là bây giờ làm cách nào để cho bạn gái mình lên đỉnh ấy. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 20. À, mới có 20 tuổi. Thế và khi mà quan hệ với bạn gái thì bạn gái chê là không lên đỉnh được đúng không? Đúng rồi. Thế là quan hệ được bao lâu thì đã xuất tinh? Mình quan hệ cũng được 3-4 năm rồi. Bao nhiêu phút thì xuất tinh? 5 phút xuất tinh một lần. Rồi, 5 phút xuất tinh lần, thế bao lâu lại xuất tinh tiếp? Khoảng tầm 1 tiếng. À, rồi, tức là trong một đêm là có quan hệ nhiều lần với cô gái này đúng không? Đúng rồi. Rồi, thế mà năm nay mới có 20 tuổi mà bạn vừa nói là bạn quan hệ tình dục là tận
3-4 năm nay, đúng không? Thế là quan hệ năm từ năm bao nhiêu tuổi? Năm 16 tuổi. À, đã có quan hệ. Thế là quan hệ với ai đấy? Quan hệ với người yêu ở Lạng Sơn ấy. Trời ơi, thế là lúc ấy cô ấy bao nhiêu tuổi? À, cái lúc đấy là cô ấy là 17 tuổi. À, tức là cô ta hiện tại là lớn tuổi hơn bạn đúng không? Đúng rồi. Bạn thì 20 tuổi, còn cô ta 21 tuổi đúng không? Đúng rồi. Rồi, bây giờ là bạn mong muốn là làm thế nào để cho cô ta lên đỉnh được đúng không? Đúng rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, à, chào em trai, 20 tuổi, quan hệ tình dục 4 năm nay rồi. Này, hồi quan hệ tình dục 16 tuổi là còn đang trẻ con đấy nhá. Nhờ, hơi sớm đấy. Thế nhà em ở Nghệ An xong rồi là sao lại lên Lạng Sơn mà để mà quan hệ với cái cô này 4 năm nay? Có yêu đương gì không? Có định lấy cô ấy không? À, em thì nói chung đi làm ở ngoài Bắc Ninh ấy, thì cô ấy cũng đi làm ở ngoài Bắc Ninh ấy, thì chúng em thì quen nhau ở trên mạng xã hội đấy, thì ấy thì chúng em mới quan hệ. Chẳng có dự định gì vì tương lai à? Có rồi anh ạ. Ừ, nói thật thế này này, chắc chắn em phải biết cửa sổ tình yêu sẽ không hướng dẫn cho một cậu con trai 20 tuổi làm cách nào để bạn gái lên đỉnh đâu. Ở đây có thể sẽ chia sẻ với em về nếu như các em là kết hôn rồi, vợ chồng chung sống nó không hòa thuận, hoặc là cái đời sống tình dục nó không được gọi là hòa hợp, khiến cho ảnh hưởng tới cuộc sống chung của vợ chồng. Chứ còn thì các em đây đúng là thôi thì nó là quan hệ tự nguyện, nhưng chắc chắn nó là cái quan hệ không chính đáng giữa những người mà thanh niên quan biết nhau ở trên mạng, xong rồi hẹn hò nhau đi để quan hệ, xong giờ bảo không lên đỉnh, xong gọi đến cửa sổ tình yêu mà để là hướng dẫn để cách làm bạn gái lên đỉnh, thì chắc chắn là các anh các chị không làm. Thôi thế này này, chẳng biết thế nào là lên đỉnh, thế nào là không, cũng giống như người ta ăn cơm ấy mà em ạ. Cái người vui thì bảo cơm ngon lắm, cái người không thích thì bảo hôm nay cơm như dở hơi, đúng không? Cuộc sống nó phụ thuộc vào cảm xúc và tâm trạng rất là nhiều. Khi người ta có tình yêu, khi mà người ta thương nhau thật sự ấy, đôi khi chỉ một cái ôm, chỉ là một cái cử chỉ rất là ấm áp cũng cảm thấy lên đỉnh rồi. Thế còn thì cái đối tượng cứ hẹn hò hò rồi hôm vừa mới hôm qua quan hệ với anh này, mai hẹn với anh khác, rồi tức là coi cái chuyện này nó như là một cái trò chơi ấy, thì khó lên đỉnh lắm. Người ta phải tiết kiệm cảm xúc thì nó mới lên đỉnh được nhá. Cho nên em cũng không cần phải lan tan lên trả lên thì thôi, nhưng mà phải biết giữ gìn, chứ không được cứ ai ở trên mạng hẹn hò rồi em đi mà em cứ quan hệ như thế. Rồi em là thanh niên, mình cũng phải đi làm đi ăn, nhớ rằng là mới có 20 tuổi, sức khỏe thì chưa phải là gọi là hoàn thiện lắm đâu, tiền bạc thì chưa có, vợ con thì chưa có, còn nhiều việc phải làm, chứ không phải chỉ có ngồi đấy kiếm được đồng tiền nào để lo cách là bắt xe buýt hay bắt xe khách để đi hẹn bạn gái rồi nghĩ cách làm sao cho bạn lên đỉnh nhá. Còn nhiều việc phải làm lắm, làm sao để mình khỏe này, mình đi làm là mình có thu nhập, mỗi tháng tiết kiệm được một ít tiền này, gửi vào cho mẹ cất đi này, để có một cái vốn sau này lấy vợ. Đó là cái, hoặc là sau này mình đã có một cái vốn rồi mình không cần phải làm thuê nữa, mình về ngay chính quê hương mình mở một cái tiệm mà tạp hóa, hay là một cái tiệm sửa chữa điện tử, hay là tiệm bán sim điện thoại chẳng hạn, để mình trở thành ông chủ, mình trở thành là người đàn ông thực sự, thì rồi mình sẽ có vợ có con, lúc ấy chúng ta lo chưa muộn nhé. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ, hy vọng bạn sẽ có cái cuộc sống lành mạnh hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình và cuộc điện thoại gọi đến từ Đà Nẵng. Dạ alo. Rồi, câu hỏi của bạn là gì vậy? À, câu hỏi của mình là năm nay thì con mình nó 14 tuổi kìa. Vâng. Là hay thủ dâm cũng được gần 1 năm rồi. Mình rồi. Có biết là nó có ảnh hưởng gì đến sau này không? Rồi. Cháu không? Rồi, thế làm sao mà cháu nó thủ dâm mà bạn lại biết? Mình cũng theo dõi nó từ nhiều mấy bữa hôm nay rồi. Vâng. Thì nó mới nói là nó thủ dâm cũng được 1 năm rồi. Rồi. Thế anh xin lỗi, anh là bố nó à? Vâng, anh là bố nó. Vâng. Thế thì hỏi khí không phải là hồi bé bố nó có thế không? Hồi bằng tuổi nó ấy. Nó thì cũng có là như thế, thế nhưng mà bây giờ thì với con trai thì mình cảm thấy là lo lắng quá nhỉ. Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh nhé. Vâng, tôi chào anh. Chào bác sĩ ạ. Rất là ngưỡng mộ bố đấy, bởi vì thường là bố thì bận lắm, ít khi mà để ý được tới con đúng không? Ừ. Con nó bắt đầu vào tuổi dậy thì rồi, thế và anh cu thì lại cũng thủ dâm 1 năm đúng không? Năm nay. Ừ. Đấy là chuyện bình thường mà. Khi mà con nó dậy thì nó sẽ thay đổi rất là nhanh. Anh thấy nó cao lên nhiều đúng không? Rồi nó
cân nặng nó cũng thay đổi, tính tình nó cũng thay đổi. Thế thì cùng với cái sự phát triển của tất cả các cơ quan thì trong đấy nó có sự phát triển của cơ quan sinh sản, sinh dục. Và nhất là cái mà những thỏa mãn về nhu cầu tình dục của con ấy, thì thường nó lại mang lại những cái hưng phấn cho con rất là tốt. Chính vì thế mà các em bé khi mà nó bước vào tuổi dậy thì khi mà cái cơ quan sinh dục nó hoạt động mạnh như vậy thì thường nhiều đứa trẻ là hay thủ dâm. Có những đứa thì nó trực tiếp tác động vào dương vật để nó xuất tinh, đấy là thủ dâm trực tiếp. Có những đứa thì nhiều khi nó cũng ngây ngô lắm, nó cứ cũng không biết đấy là thủ dâm nữa, nó cứ thấy cọ sát xuống chiếu hay là làm gì đấy thì nó thấy hay hay, nhưng mà thực ra đấy cũng tất cả đều là thủ dâm đấy. Thế cho bố hoàn toàn có thể yên tâm mà, thôi nó như thế thì nó biết như thế thì chứng tỏ là cái hoạt động cơ quan sinh dục của nó hoàn toàn bình thường. Quan trọng là đừng để cho con nó nghiện hoặc là nó lạm dụng thủ dâm, thì lúc đó mình xử lý cái vấn đề mà để cho con nó nghiện thì rất là khó khăn đấy. Nếu không đi cùng con ở giai đoạn như thế này, con cứ thấy mỗi lần thủ dâm là con thấy rất là sảng khoái, thấy hay đấy. Rồi có khi lại bây giờ thì một tuần một lần hay là một tháng 2-3 lần, có những đứa trẻ nó nghiện đến mức độ là một ngày nó có thể thủ dâm tới 2-3 lần, nên gần như là nó chả làm được cái việc gì nữa và nó chỉ có tập trung vào cái việc đó thôi, thì lúc đó mới thực sự là ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như là ảnh hưởng tới các công việc học tập của con nhé. Ừ, chắc là đợt vừa rồi nghỉ Covid ở nhà mới phát hiện ra anh ấy đúng không? Chứ còn trước thì anh ấy cũng đi học rồi là mỗi người một phòng cho nên là không để ý lắm đúng không em? Cứ bây giờ quan trọng là không phải chỉ có vấn đề thủ dâm đâu, mà ở giai đoạn này rất cần có một cái người hỗ trợ cho con về mặt tâm lý, về mặt thể chất. Tức là thể chất là gì? Tức là cho con ăn uống cho nó đảm bảo để đáp ứng đúng với cả cái sự phát triển của con bây giờ vì nó đang dậy thì. Thế thứ hai, bố vô cùng quan trọng, đi chơi với nó rồi là thỉnh thoảng rủ con đi đây đi đó, rồi kể cả cà phê hay là làm cái gì đấy tùy theo cái điều kiện của anh nữa, anh dành thời gian cho con nhiều hơn nhé. Đi chơi với cháu, nói chuyện với cháu và như hai người đàn ông nói chuyện với nhau, kể cả những cái chuyện liên quan tới tình dục như thế này, liên quan tới sinh dục như thế này, anh có thể nói với con. Bây giờ chúng nó nhiều kênh thông tin lắm và nó đã được biết hết rồi. Rồi còn phải đối mặt với chuyện là nó sẽ thích bạn gái, rồi nó thích vào trang web đen, rồi nó sẽ nghiện chơi game, ví dụ như vậy. Là những cái vấn đề mà các bạn ở tuổi dậy thì này các bạn rất là hay gặp. Thế bố biết trước như vậy, đừng có mệt choáng váng rồi là đánh no hay là có những cái can thiệp thô bạo thì cái hiệu quả nó sẽ không như mình mong muốn nha. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Thứ Hải, xin chào anh nhé. Hy vọng anh sẽ là người bạn của con để chia sẻ với con những cái bước đầu đời như thế này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hòa Bình. Alo Hòa Bình đâu ạ? Alo ạ, tôi hỏi cho con trai với lại con dâu mà hai đứa chúng nó thì nó muốn bỏ nhau mà nghĩ mà cũng thương cái cháu nội mà tôi cũng buồn nhiều lắm, chẳng biết làm thế nào. Rồi, thế là năm nay bà chị bao nhiêu tuổi đấy ạ? Tôi 53 tuổi, tôi là người khiếm thị. 53 tuổi, chị là người khiếm thị đúng không? Có một cậu con trai và đã lấy vợ rồi đúng không? Vợ. Thế là con trai của chị, anh chị là bao nhiêu tuổi và lấy nhau lâu chưa? 22 tuổi. 22 tuổi, tức là lấy nhau lâu chưa? Từ năm 2017. 2017, rồi. Thế làm sao chúng đó lại muốn bỏ nhau? Thế con trai thì nó bán hàng qua mạng ấy, thì lúc nào nó cũng phải dùng điện thoại, thế là vợ nó bảo là chê là bảo là lười lúc nào cũng dùng điện thoại kiểu là mình không đi phụ hồ, không đi làm cái việc hùng hục cái mà kiểu cái thằng này nó cũng không được khỏe, mà không làm được việc nặng bán hàng online thì phải dùng điện thoại và máy tính mà. Thế là vợ cảm thấy khó chịu đúng không? Vâng. Thế vợ cậu ta thì làm gì, con dâu của chị? Cũng chẳng làm gì, trong con ấy con nó bị tim bẩm sinh mà khổ vất vả lắm. Tức là cũng chỉ mới có một đứa con thôi đúng không, con trai con gái vậy? Vâng, con gái ạ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng. Rồi xin chào chị. Vâng, chào anh bạn ạ. Vợ chồng con trai với con dâu nó có ở cùng với mình không? Có. Nhưng nhà này em cho nó ra ở riêng rồi. Rồi cho nó ra ở riêng. Vâng. Này thế cuộc sống riêng của mình có thu nhập bằng cái gì, mình nguồn sống của mình ra sao? Em có cái trợ cấp được khuyết tật ấy anh. À, mỗi tháng mấy trăm đấy đúng không? 540 ấy, xong em còn một cậu con trai nữa, năm nay 16 tuổi đấy. Ôi, lại còn một cậu nữa. Rồi. Không, cái đứa 16 tuổi thì nó đi làm rồi. À thế ạ, chắc là cháu cũng nghỉ và đi làm sớm đúng không? Thế là hai mẹ con với nhau. Thế còn vợ chồng cái cậu kia thì cũng lấy vợ sớm quá nhở. Cô con dâu thì không làm ăn gì, đẻ đứa con thì cũng yếu sức khỏe nên ở nhà trông con. Còn chồng thì bán hàng online.
cháu nó bán hàng có được không? Có. Ừ, thật ra thế này này, rất là nhiều người cho rằng là đi làm ấy, tức là cứ phải đi phụ hồ hay đi thợ xây hay là đi vân vân, để biết gọi là đi làm, mà không biết rằng thời đại mới này có rất nhiều những cái công việc mà trông rất sạch sẽ đấy. Ví dụ như là con trai nhà mình ấy là bán hàng online, rồi suốt ngày ôm điện thoại chat chít với người này, nhắn tin với người kia, báo giá cho người nọ. Không biết rằng là cái cô con dâu ấy cũng tuổi còn trẻ, cô có hiểu biết gì không chứ cô ấy. Thật ra cái bán hàng online cũng là một cái một công việc mà nhiều người còn thu nhập cao từ cái đó ấy chứ. Thậm chí là còn lôi kéo thêm cả vợ vào, chồng bán xong vợ thì sắp hàng cho chồng, chồng thì vừa đứng vừa giới thiệu vừa cầm điện thoại, vợ thì cũng làm người mẫu hay là để mà sử dụng cái đồ đó, ví dụ bán quần áo thì vợ là người mặc quần áo, còn nhún nhún nhảy nhảy để cho chồng vân vân. Thế thì nó là một cái công việc mà phù hợp với lại sức khỏe, ví dụ con trai mình nói rằng không khỏe lắm á, thế rồi là lại cần có thời gian gần gần vợ để chăm đứa con thì hình như cũng lại yếu đúng không? Thật ra chắc là chúng nó còn trẻ, xong là vợ chồng nó cãi cọ nhau thôi chứ cũng không thế thì thật ra để mà nói ra cụ thể tình hình ấy, sợ nhất là chúng nó còn trẻ con, nó cứ cãi nhau nay nó dằn mai nó dỗi, trong ngày kia nó lại làm lành, rồi nó lại đón nhau về nó ở. Mình là người ngoài cuộc, mình cứ nhìn thấy thế là kinh khủng, vì bây giờ chúng nó còn vợ chồng trẻ, nó hay chí chóe. Bà thì không dung túng, mà nếu con trai về nói rằng cãi nhau vợ xong con chán quá con về con ở với mẹ, thì mẹ phải nói rằng là con là bây giờ con phải nhớ con là người đàn ông, nó có vợ đã trưởng thành, bên cạnh con là vợ con và con của con. Thế thì con vợ con nó nắm điều thì như thế nào nữa, chê rằng là mình không đi chịu đi làm thì phải giải thích cho vợ hiểu rằng đây này, anh bán hàng online đây này, tháng vừa rồi là được 12 triệu hay là 8 triệu hay 7 triệu đây này, chả còn hơn là nhiều người đi làm không có thế nọ thế kia, để cho vợ nó hiểu ra, thậm chí là hướng dẫn để lôi kéo vợ cùng phụ việc với chồng để phát triển cái công việc hiện tại để tăng thu nhập, để vợ hiểu hơn cái công việc của chồng thì để nó không cãi cọ nữa, và chính ổn định kinh tế cũng mới là cái cách mà làm chỗ dựa cho cái cháu mà tim bẩm sinh ý chứ. Rồi, chị đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ, hy vọng là chị sẽ khuyên nhủ con trai của mình cũng như con dâu của mình. Cảm ơn con xin chị được sự tình yêu. Bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Vũng Tàu. Alo, thính giả từ Vũng Tàu đâu ạ? Dạ, em đây anh ạ, chào anh. Dạ vâng. Dạ, em muốn hỏi chuyên gia tư vấn Đinh Đoàn. Anh ấy dẫn chương trình hay lắm, hài hước cười lắm, em cũng nghe nhiều lần lắm. Em có câu chuyện về nè, anh em ở ngoài quê đấy, thì anh đi tàu mười mấy năm nay rồi, anh đi tàu Nam Bắc đấy, xong một lần là tàu Quy Nhơn, thì anh lại cặp để quen biết với cái bà Quy Nhơn. Rồi. 10 năm nay rồi, thế thì lúc lên bờ thì vào thì quen biết nhà bà. Xong rồi là bà cứ yêu anh rể em, bà cứ thích anh rể em, thế là cuối cùng anh rể em không sao được, nên bảo là vậy thì quan hệ thế là trong một năm nay, thì quan hệ mấy năm nay rồi, nhưng mà năm nay bà cứ bắt cưới, thế là coi như là cưới được đến 5 tháng rồi á. Rồi. Thế là giờ con anh ấy là 62 tuổi rồi, còn chị em 63 rồi, thế là chị thì ở Thái Bình, thế chị không biết cái gì điện thoại như thế nào làm sao, thế thì em nghe thấy chị là gọi điện cho em là mới báo thế vậy. Em nghe chương trình này nhiều lâu lắm rồi, thì hôm nay nhân tiện em ở nhà Covid cả hơn tháng này em không đi làm, thì coi như là em định để hỏi để nói chuyện với chị để cho chị tính như thế nào, cho em thương chị lắm. Rồi, thế là chị thì năm nay bao nhiêu tuổi? Em ở Vũng Tàu, em năm nay em 53. Rồi, chị thì 53 tuổi. Chị gái của chị thì hơn 60 tuổi rồi. Dạ. Ông anh rể thì 62 tuổi đúng không? Và ông ấy là cứ chạy đi chạy lại từ Bắc vào Nam tàu biển. Chợ hàng đấy, thì cái tàu ghé Vân Đúc thì ghé vào Vũng Tàu, lúc thì ghé ở Quy Nhơn. Quan hệ với một bà ở Quy Nhơn. Dạ. Và bây giờ thì là ông ta cưới bà ấy. Còn cưới to hơn cả chị em ngày xưa. Thì đã ly hôn với chị gái của chị chưa? Chưa có làm gì thế. À. Mẹ anh ấy cho và chị gái với cháu anh ấy vào. Rồi. Đấy. Và cũng không gọi là đăng ký kết hôn gì cả. Đúng không? Không. Bà Quy Nhơn bao nhiêu tuổi? Em không biết, em xin đố điện thoại anh ấy không cho. Bây giờ ông ở trong Quy Nhơn hay ông ở Thái Bình? Giờ ông đang đi tàu nhưng mà không Covid rồi, người ta không cho nên là tàu chắc đang cùng tàu, nhưng lúc nào tàu về ở Quy Nhơn thì ông đi về Quy Nhơn. Rồi. Về Hải Phòng thì ông đi về Hải Phòng, về Hải Phòng về nhà. Rồi, tóm lại là ông ấy đang lang thang theo tàu biển đúng không? Vâng. Tàu về Hải Phòng thì anh ấy đi về Hải Phòng, mà tàu về Quy Nhơn thì anh ấy vào Quy Nhơn với bà ấy. Có về Thái Bình với cái bà vợ cả không? Có về. Rồi,
con cái ở nhà đông không? Hai đứa con, một đứa lấy vợ, lấy chồng Hải Phòng nó có con rồi, một đứa lấy vợ Quảng Ninh nó có con, nó có gia đình, nó ở hết ở Quảng Ninh rồi. Rồi, con gái tóm lại là còn có mỗi chị ở nhà thôi. Rồi tôi hiểu rồi. Nhà anh ấy thôi. Rồi tôi hiểu rồi. Anh Đinh Đoàn dạ. Sẽ tâm sự với chị nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Rồi xin chào chị. Em mà ngưỡng mộ anh Đinh Đoàn, anh nói anh đâu đùa anh đấy, em cười thích anh tình thương. Rồi, đây là chị gái của mình nhá. Dạ vâng, chị ruột đấy em. Thế à? Này thế ở nhà đã ai biết gì chưa? Anh đi khoe em hàng xóm ở Thái Bình đấy. Thế là chị em mới điện cho em, thế là chị em mới kể. Anh khoe anh ấy bảo là cái bà đấy bà ấy mới mua vé máy bay cho anh ấy vào trong chỗ nhà cái nhà chị của Quy Nhơn đấy, xong rồi cưới rồi trao nhận cho nhau. Rồi anh rể em cũng cho một vài người chị cháu của anh ấy đấy vào nữa. Rồi. Cái mình có nắm được hoàn cảnh kinh tế hay là hoàn cảnh của cái chị Quy Nhơn ấy thế nào không? Em thì thấy bán là cái chị đấy chị đã bán rau ở chợ đấy, là anh em đi lên đi mua rau, thế rồi chị cứ mồi chài. Túm lại là thế bây giờ thì mình mong muốn điều gì? Gọi điện đến cửa sổ tình yêu là để hỏi rằng là có nói gì cho thế bà là, chị biết hay là hỏi, có đi phá đám hay là đi kiện hay là làm không, gì? Em tức là em hỏi vậy thì giờ câu chuyện nó cưới nó đã xong rồi, xem như thế nào anh gì khuyên chị em như thế nào thôi. Thứ nhất khẳng định rằng là cái việc mà anh ấy lấy cái cô hay đám cưới lấy cái cô mà Quy Nhơn đến đây là một cuộc hôn nhân không hợp pháp. Dạ. Anh ấy chỉ có một người vợ duy nhất là chị vợ ở Thái Bình. Đúng rồi. Thế dạ. Còn thì có thể là người ta quý nhau quá và cô kia cũng đã ngủ với anh ấy và cũng đã có thể có con rồi, cho nên người ta cũng cần có một cái đám cưới để cho nó đẹp mặt cái cô ấy. Cho nên là dạ. Bia bên nhà gái là người ta đã dàn dựng và ông anh rể nhà mình thì cũng chấp nhận là cũng chả mất gì. Có mấy đứa cháu với lại bà chị đại diện nhà giai đến ăn cỗ, thế là mình đám cưới. Nó có một cái nơi cái chốn, thứ nhất là cho cô ấy đẹp đẽ cái mặt cô là đấy, cũng có chồng mà cưới tà hoàng, cưới to đùng chứ không phải là chú. Nhưng thực ra họ không đăng ký kết hôn và họ sẽ về mặt pháp luật thì họ không được coi là vợ chồng, đúng không? Đấy. Thế và hai nữa rằng là anh ấy năm nay 62, chắc là vì sức khỏe nó còn hơi tốt ấy, cho nên người ta mới giữ anh ấy ở lại cho đến bây giờ, chứ thủy thủ lái tàu ấy chẳng nữa, nó cũng có kỳ hạn thôi, chắc là tàu đang thiếu người, anh ấy ở lại làm thêm thôi. Dạ đúng rồi. Một thời gian nữa thì anh ấy sẽ phải nghỉ hưu, mà anh nghỉ hưu thì anh ấy sẽ lựa chọn một là về quê. Có vợ cũ, có làng xóm, rồi có cháu nội ở Quảng Ninh, cháu ngoại ở Hải Phòng, đúng không? Nhất là gần gũi, thích đâu thì có đó. Và lâu lâu thì mới vào kia thăm chị Quy Nhơn. Hai là nếu như chị Quy Nhơn kia còn trẻ, còn xinh, lại có điều kiện kinh tế thì rất có thể nghỉ hưu xong anh về đây, anh ở đấy. Và lâu lâu thì mới lại về quê. Đấy, ví dụ như vậy. Bây giờ đánh ghen thì cũng chẳng giải quyết được cái việc gì. Và chắc là chị gái của mình thì cũng đã biết rồi. Biết rồi. Và các cháu thì nó cũng biết rồi. Và chắc các cháu nó cũng động viên mẹ là thôi kệ các bố. Các cháu nó động viên mà các cháu nó răn be bố nó nhiều rồi. Rồi bố nó vẫn không nghe. Thì thật ra thì nó cứ đẩy đưa vào như thế rồi. Mai kia đến lúc ông ấy già thêm một ít tuổi nữa, ốm đau bệnh tật nằm đấy rồi, lúc đấy nếu như không phải là con cái mà nó gắn bó bao nhiêu năm thì có nghĩa có tình hay còn lâu nó mới phục vụ. Bây giờ thì ông ấy còn là cái mã thủy thủ, trông nó có thể cao to, thế rồi lại ăn nói này cũng dễ nghe và người ta cũng thấy mình cũng đường được. Chứ tôi nghĩ rằng là vài tuổi nữa thôi, lương thì lương hưu, thủy thủ thì chả đi đâu nữa, quanh ra quẩn vào. Em đỡ nơi anh, ví dụ bây giờ mà chỉ làm đơn cắt đất có được không, để cho anh biết. Được, chỉ phản bội. Hoàn toàn được, về mặt nguyên tắc là được. Nhưng cân nhắc rằng là thế thì cái chia tay hay cái cắt đứt hay cái ly hôn ấy, nó giải quyết được vấn đề gì? Giá như giải quyết xong, giá như bây giờ ấy, thì để cho ông ấy được tự do, ông ở với bà kia này. Xong hai nữa là bây giờ lại có một cái ông 71, ông lại thích chị mình này. Chồng thì không quan tâm, bây giờ đã đi lấy vợ hai, vợ ba, trong khi bản thân mình thì con cái thì lớn cả rồi, lại tự nhiên có ông nào ông ấy thương mà mình thì cần phải là trở thành người độc thân thì mới có thể đi bước nữa được. Thì lúc ấy hẳn nên ly hôn. Còn ly hôn bây giờ thì đấy, riêng cái đoạn cứ chia cái nhà ra làm bốn, con gái một phần, trai một phần, mình một phần, ông một phần, rồi cuối cùng cũng chả giải quyết được vấn đề gì, cũng sống với nhau cũng mấy chục năm rồi, về mặt nghĩa tình thì nó cũng dày lắm. Thế còn thì tất nhiên là tức là bực, là rất là giận, bởi vì anh ấy không giữ được trọn vẹn cho đến cuối đời. Rồi cuối cùng anh là người thiệt ấy, các cháu trong mắt của các cháu là nó cũng coi thường bố nói chứ.
Nó bảo việc nó giờ mà đi cả con trai con gái nó không cho bố nó đồng nào nữa. Đấy thì được gì nó phải cho nữa, ông có lương hưu, ông đi ông nuôi bạn gái thì làm sao mà chúng nó phải cho. Chưa kể là sau này rồi cái sự phụng dưỡng chăm sóc nó sẽ dồn cho mẹ nó, vì nó bây giờ nó nghĩ rằng mẹ nó là người thiệt thòi, suốt bao nhiêu năm đã phải ở quê nhà gánh vác chuyện đối nội đối ngoại rồi đủ thứ việc. Ông ấy chỉ việc đi lâu lâu về một tí, mỗi lần về thì đẻ được đứa con thế thôi, thế thì nó cũng không có cái công trạng gì lắm, cho nên là chị thì cũng sẽ được hưởng cái gọi là cái tình thương yêu của các cháu, nó sẽ được bù đắp. Bây giờ thì chị còn khỏe, chị giữ gìn sức khỏe còn làm tốt, nhưng mà tôi tin rằng là Hải Phòng với Quảng Ninh nó rất là gần, với Thái Bình rất là gần, nó một vệt thế này mà mai kia đến lúc mà bà cũng có tuổi một chút nữa, bà không lao động được nữa, thích ra Quảng Ninh thì ở mới thích về Hải Phòng ở, mà tao chả thích đứa nào, tao về nhà tao thì tao vẫn cứ ở nhà tao, nghĩ thế cho nó lành cho nó sướng thôi. Mỗi người mỗi cảnh, mình cũng tất nhiên là rất là trách anh rể, nhưng mà trong hoàn cảnh của chị thì chắc là buông qua chuyện đi để mình sống tốt cái đoạn đời già, tuổi già về sau này tốt hơn là bây giờ đánh một chuyến máy bay vào trong đấy, xong rồi chửi nhau với cô kia, xong rồi rồi cũng chẳng giành lại được cái điều gì cả, mà rồi khi mình uất ức rồi vân vân, đúng không? Rồi, vâng, xin cảm ơn chuyên gia Tấn Bạc Minh Đoàn, và hy vọng là chị sẽ tư vấn cho chị gái mình những điều mà anh Đoàn vừa chia sẻ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Alo, Bắc Ninh đâu ạ? Bắc Ninh đâu rồi? Alo. Tôi đang nghe đây ạ. Vợ tôi thì nó chỉ muốn chỉ là kiểu như là, nếu nói về giải phẫu sinh lý thì bà này bà rất là khát khao chuyện sinh lý, nhưng mà bây giờ có tuổi bà, tôi muốn đòi hỏi nhưng bà không đáp ứng được. Thế bà ấy khát khao hay anh khát khao? Tôi rất cao. Bà thế bà bao nhiêu tuổi rồi? 559. Bà sinh 559 á? Ừ. Thế anh sinh năm bao nhiêu? Tôi 559. Tức hai ông bà sinh 559. Thế bây giờ là anh thì khát khao mà chị chả thèm khát khao nữa. Ừ. Thế bây giờ thì là muốn gì? Ngày xưa là cái thời kỳ bà phụ nữ bà thích lắm. Có người thì bảo ông cứ đi mua cái tuyết gì bôi trơn mà bà lại hồi xuân ngay. Thế là 59 là bao sáu mấy rồi nhỉ? 62. Thế là tuần thế. Nếu mà được bà ấy đáp ứng thì anh được mấy lần? Tôi có thể làm cái nào cũng chơi được. Giỏi thế à? Thế là hai ông bà là được nhiều đông con nhiều cháu chưa? Tôi duy nhất có một thôi. Có trai con gái? Gái. À thế à? Rồi. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với anh nhé. Tóm lại câu chuyện của anh là hai vợ chồng bằng tuổi nhau, năm nay là 62 tuổi đúng không? Thế thì cái chuyện mà vợ gần đây là không thiết tha gì ấy, thì là nó diễn ra lâu chưa? Diễn ra cách đây khoảng hơn năm rồi. Úi giời, mới có hơn năm á, khiếp. Có người đến 50 người ta đã, phụ nữ ấy ạ, người ta đã ớn lắm rồi, nằm gần là hất ra ngay ấy. Thế là chị phục vụ anh là hơi lâu đấy, đến tận 61 tuổi. Gần 2 năm rồi. Gần 2 năm thì cứ cho như là phục vụ đến 60 tuổi. Thế là bà ấy cũng tuyệt vời đấy, đúng không? Như vậy có nghĩa là nó bị lệch pha nhau. Bởi anh mạnh quá cho nên là anh cảm thấy như là chị bị nhạt trong cái chuyện đấy. Chứ ở tuổi 60 thì nói thật với anh là không mấy phụ nữ mà còn nhiệt tình ở trong cái chuyện đấy đâu. Đấy, là bởi vì cái sinh lý lúc đấy nó kém rồi. Đấy, ai người ta xui anh là đi mua cái tuyết bôi trơn ấy nhá, là có lý, là bởi vì cái chỗ bộ phận đấy là nó cũng teo nhỏ nhỏ lại bớt rồi. Xong rồi nó lại cũng khô khan và mỗi một lần làm ôi trời ơi sao nó đau, cho nên nghĩ đến mà khiếp ấy, đúng không? Đấy là về phía bà. Nay lại vớ được ông chồng như là anh, đúng không? Máu lắm, ngày nào cũng được, đúng không? Xong là vào trận thì hùng hục ấy. Xong rồi ông lăn ra ông ngủ, sau đấy thì bà ấy đau phải vài ngày sau. Đã bao giờ thủ thỉ với chị ý chưa? Tìm hiểu nguyên nhân tại sao dạo này bà lại thờ ơ thế? Thì bà bảo sao? Bà bảo tôi không thích. Không thích, thế thì phải hỏi tiếp. Thế chị bây giờ là ở nhà hay là làm gì ạ? Bà đi làm. À, lại vẫn còn đi làm. Thế anh ở nhà hay đi làm? Tôi giờ đi hưởng theo chế độ lương thôi. Vâng, thế bà không được hưởng chế độ lương ạ? Bà gọi đi làm thêm. Vâng, thế cũng bất công nhỉ?
Ờ, nam giới về một cái là về ở nhà luôn, còn nữ giới về là vẫn đi làm thêm. Tuổi 62 rồi vẫn đi làm thêm, đêm mệt lắm, chỉ muốn ngủ bù để mai lại tiếp tục đi làm thêm thôi. Đấy, đúng tâm lý thế, đúng không? Còn ông ở nhà là cứ xem vô tuyến, xong lại bạn bè vui tươi, xong lại chat chít, xong lại hưng phấn, xong về này đã thấy nó lệch pha nhau ở chỗ đấy, đúng không? Vậy thì tại sao lại không tổ chức lại cái cuộc sống gọi là của hai vợ chồng của mình? Bây giờ nó lãng mạn như ngày xưa đi, đúng không? Đỡ đần chị trong việc nhà đi, chăm sóc chị đi, vâng, đưa đón đi, nói những lời có cánh vào. Chị về nhà coi như chỉ việc ngồi ăn cơm thôi. Đúng, tâm lý đấy. Vâng, thế xong là buổi tối hai vợ chồng xem phim tình cảm. Bà không xem phim, bà ngủ luôn. À, bà ngủ luôn vì mệt quá, đúng không? Nói tóm lại là tuổi mình là chuyển sang một cái giai đoạn khác rồi. Vì vậy nếu muốn nó được như ngày xưa thì lại phải học lại, đúng không? Lại phải học lại để sống đúng với cái tuổi của mình ấy. Thế thì nó sẽ đảm bảo hạnh phúc hơn. Cứ tổ chức lại một tí, yêu thương, chiều chuộng, đưa đón như ngày xưa ấy, rồi bảo thôi thì đi làm vừa thôi cho nó đỡ mệt. Nhà kinh tế có khó khăn lắm không? Nhà tôi kinh tế không khó khăn lắm đâu. Thế thế, thì động viên bà ấy, thôi thì đi làm thêm cho đỡ buồn, nhưng một tuần đi làm 3 buổi thôi, đi làm nhiều quá mệt, tiền để làm gì, cái đoạn còn lại nó ngắn ngắn thôi thì mình hưởng đi thôi. Thế rồi tâm sự với chị, động viên chị, thì tôi nghĩ rằng là làm mọi cách, như là cái hồi mà anh tán chị, anh yêu anh tán chị như thế nào thì bây giờ cũng như thế. Đấy, tôi đang bảo muốn hồi xuân lại kiểu cảnh như thế đấy. Đấy, thế thực hiện đi thôi. Nhiều khi tôi ở nhà tôi vẫn mở băng mát xem mình. Đấy là anh, còn vợ anh khác nhá. Tóm lại là cũng không nên sử dụng cái băng mát đi đâu anh ạ. Bởi vì như thế là anh tự phải như là một dạng liều thuốc ấy, thuốc kích dục của anh ấy. Anh không cần xem mà nó vẫn cứ hàng ngày mong muốn thì nó mới là điều tốt chứ. Chứ còn cứ phải xem nhưng mới mong muốn thì nó cũng thường thôi nhá. Rồi, tôi hy vọng là anh sẽ điều chỉnh được cách sống của mình để cho phù hợp hai vợ chồng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Phước. Alo, Bình Phước đâu ạ? Dạ, em muốn hỏi là em vừa quen bạn trai được 2 năm nhưng mà cũng tính đến chuyện hôn nhân. Rồi. Nhưng mà anh cứ khất lần khất lượt là gia đình chưa có điều kiện á. Rồi. Cưới được xong rồi đến khi quen đến hơn 2 năm thì bắt đầu kiểu em cũng chán ấy. Rồi. Em cũng có quen người khác nhưng mà quen chị giống như kiểu làm cho anh giận để mà anh cưới á. Nhưng mà cuối cùng rồi cũng giận lắm, xong rồi vô rồi cũng đánh nhau này nọ, xong rồi cuối cùng lại kêu là hứa để sẽ cưới, xong rồi cái đến năm thứ ba thì đến khi 3 năm rồi mà cũng không cưới. Thế xong rồi mới bảo là nếu mà cuối năm này không cưới nữa thì thôi không chia tay á. Rồi. Thế xong rồi người ta cũng cho người lớn vô nói chuyện. Rồi. Chị nói là thì cho hai đứa quen nhau, nhưng mà chỉ nói quen nhau thôi chứ cũng không tính đến chuyện lâu dài. Rồi. Là cũng không đề cập gì đến cưới xin hết á. Xong rồi mấy tháng sau á là hai đứa cũng có cãi nhau. Em cũng chỉ nhắn tin với một vài người bạn kiểu khác giới, xong rồi chỉ có tâm sự vậy thôi á. Rồi. Chỉ là anh nó ghen xong rồi anh nó cãi qua cãi lại, hai đứa đi ra ngoài đường mà cãi nhau cãi lại. Hay là anh chạy 100, anh kéo 100 luôn, ý là anh muốn cho chết luôn á. Rồi. Lúc đó anh có đe dọa em là nếu như mà em còn lăng nhăng như vậy á, thì nếu mà em còn tính bỏ anh á, là anh lấy á, sẽ cho chết luôn vậy đó. Ừ. Thế lúc đó là em không dám nói gì nữa, em chung là anh điên lên thì em im lặng xong rồi thôi. Chứ là rồi cũng thôi, thấy ông thấy em thôi là thôi, cho về, chỉ muốn bảo toàn tính mạng để về thôi. Chỉ về tới nhà rồi là bắt đầu em cũng bình thường, ông nói gì em cũng nghe hết á. Xong rồi khi ông về thì em có điện cho mẹ, cũng nói là em với anh nó không ở được, không quen được với nhau, nên là muốn hai bên gia đình là vô can thiệp để anh nó không, nói chung là đừng đe dọa tính mạng em á. Thì mẹ cũng có nói là cái gì ý là người lớn đã vô nói chuyện rồi á, mà lại gọi bỏ thì không có được. Xong rồi kêu là nếu mà nói như vậy thì về bác chỉ bảo lại thôi.
thôi chứ không được, ý là người lớn chứ vô nói rồi chứ không phải chuyện cho đùa. À, bây giờ là đến bây giờ là tự nhiên em cũng không muốn cưới nữa, nhưng mà hết dịch này thì người ta cũng kêu là cho gia đình vô cưới đó, mà tự nhiên em cũng không biết là có nên cưới nữa hay không. Thì tại vì em thấy là anh ấy kiểu khi giận lên là anh có thể đe dọa sinh mạng mình ấy, nên là mình cảm thấy sợ ấy. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi chào em gái, năm nay bao nhiêu tuổi? 24 ạ. À, mới có 24. Thế yêu cái anh này 3 năm, tức là từ lúc 21, hai em làm cùng công ty à? Ừ, dạ. Ờ, mình ở Bình Phước, thế anh ấy thì quê ở đâu? Cũng ở Bình Phước về luôn ạ. Tức là quê nhà anh cũng ở Bình Phước. Cách nhau có 4 cây thôi. À trời ơi, thế à? Anh ấy bao nhiêu tuổi? Dạ, 25 ạ. Trời ơi. Con người ta mới có 25 tuổi, con trai đang đi làm công ty, nó cũng chưa vội lấy vợ. Mình tất nhiên mình hiểu con gái thì cũng muốn, đằng đã yêu rồi thì cũng muốn cưới thì cho nó yên tâm, yên bề gia thất, cho nó đỡ ngộ nhớ lại cô nọ cô kia, đúng không? Thế nhưng mình phải hình dung là con nhà người ta ấy, là mới có 25, nhiều thanh niên bây giờ 30 người ta nghĩ gì đến chuyện lấy vợ đâu. Quan trọng nhất là phải làm đi kiếm tiền rồi nó ổn định cuộc sống, rồi học tập, rồi nâng cao cái nọ, nâng cao cái kia. Thế thôi, nhưng mà thôi, hai đứa đã còn rất là trẻ đã mà đã yêu nhau 3 năm. Mình thì cứ sốt ruột thế, chứ thực ra thì đúng như anh Văn nói, là gia đình người ta cũng đầy đặn, người ta cũng đến ngày đến tháng, người ta cũng đến ra mắt, nói chuyện với người lớn, đồng ý cho các cháu tìm hiểu. Thế còn người ta chưa chuẩn bị cưới thì lấy đâu người ta có thể nói gì hơn. Người ta cũng phải xem ngày xem tháng rồi nó hợp tuổi hợp tiếc rồi được lúc nào, chứ phải thích là cưới đâu, đúng không? Thì vấn đề hôn nhân nó cũng là cái vấn đề mà quan trọng. Hơn nữa là người ta cũng về nhà mình, người ta cũng nắm được tình hình, người ta kén con dâu ấy là người ta nhìn chính vào cái cô gái đấy. Chứ còn nhà mình có giàu, nhà mình có là đại tỷ phú chăng nữa thì thật ra người ta cũng có xúc được của nhà mình về đâu, đúng không? Nhà mình có nghèo có khó, đôi khi người ta lại càng quý, bởi vì cái con bé này nó sinh ra trong gia đình nó cũng khó khăn, cho nên là nó cũng chịu đựng vất vả từ nhỏ, rồi nó cũng chịu thương chịu khó, nó cũng chịu khó làm ăn, ví dụ như vậy, lại càng quý chứ không phải là người ta coi thường đâu. Cho nên thứ nhất là thấy một tín hiệu rất là mừng là gia đình đã có sự đi lại. Thế rồi là bạn kia cũng yêu mình đấy chứ, yêu 3 năm trong tự nhiên chưa kịp cưới, chưa nói là câu nào câu kia đã lại ngồi đấy nhắn tin với lại vài ba bạn trai khác. Mục đích của mình là để khích anh ấy, nhưng mà cái cách khích ấy rất nhiều bạn gái đã bị thiệt mạng đấy. Bởi vì thế này là cái tình cảm tình yêu không trò đùa được, người ta đang yêu mình tử tế. Thế còn mình mong muốn cưới thì phải tâm sự cho nó ra đầu ra đua. Em biết là anh còn rất là trẻ rồi, anh cũng mong muốn là chưa muốn bị ràng buộc cái chuyện vợ con ngay, nhưng mà anh phải nhớ rằng em là con gái, em cũng yêu anh mấy năm rồi mà ba mẹ em cứ nhắc mãi không thấy nói đến chuyện cưới xin, thành em cũng sốt ruột. Thế thì ý anh thế nào? Để cho người ta giải thích cho một câu cho mình nó yên tâm. Khi mà đã đang còn tình cảm quý mến nhau, đang yêu nhau mà mình cái việc cứ dằn dỗi, xong rồi mình lấy một cái biện pháp là đi giả vờ quen với người này, giả vờ kết bạn với người kia ấy, là cái sự ghen tuông nó lên kinh khủng lắm. Nhất là với những thanh niên trẻ mà nó chưa có kinh nghiệm sống, nó chưa quản lý tốt cảm xúc của nó, nhiều trường hợp là xảy ra án mạng đấy. Em cũng đã thấy rồi đấy, anh đã lôi em ra chỗ gì gì đấy, anh ấy muốn chạy xe để cho em té xuống rồi này. Nhưng mà em cũng chưa rất nhiều lần rồi, nhưng mà anh không cho. Em có nói với gia đình hai bên, nói chung là chia tay cũng nhiều lần rồi, nhưng mà anh cứ vô đe dọa tính mạng của em, bắt buộc không cho chia tay. Mình phải làm biện pháp giãn từ từ, đương tự nhiên vui vẻ, tuần gặp nhau mấy lần, thậm chí là cái gì mình cũng ngoan ngoãn nghe lời, đùng cái nói thôi chia tay nhau đi, người ta sẽ sốc. Thế nhưng mà giãn cách nhau ra, thấy mối tình là cũng nhạt lắm rồi, một tuần cũng chả gặp nhau, một lần cũng chả thấy nhớ, thì rồi vân vân. Đến lúc ấy mình nói chia tay nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Cái gì nó có lộ trình ấy. Mình cũng phải quen hàng năm rồi mình mới nảy sinh tình yêu. Thế thì đến lúc mà muốn làm cái chiều ngược lại là thôi yêu ấy thì cũng phải cần có thời gian chứ. Cứ cắt đột ngột như thế rất là không tốt. Tuy nhiên bây giờ này nhìn lại cái mối quan hệ của em ấy, còn yêu anh hay không? Dạ, nói chung là em bây giờ sợ nhiều hơn yêu. Sợ vì gì? Chung là sợ vì thấy anh cứ kiểu lúc mà anh dịch lên là có khả năng là anh giết mình lúc nào á. Thế hả? Ý là anh rất là ghen, em chỉ cần nhắn tin với bạn, chỉ bạn bè, bạn bình thường, em không giấu tin nhắn luôn, nhưng mà anh cũng ghen. Cái ghen ấy nó cũng có nhiều người cũng giống thế, chứ không đến nỗi là một mình anh ấy. Thế nhưng mà người ta sẽ ứng xử với cái ghen ấy sẽ khác nhau. Anh
anh ấy thì cũng đã nhiều lần đánh chưa? Dạ, cái hôm đấy mà em giận quá em có điện cho mẹ đó là kêu là chia tay đó, là anh nó vô tận nhà leo rào, leo tường vô phòng luôn á, kêu là nếu như mà bỏ ông là ông giết á. Ừ, đấy. Nói chung là giờ có một người khác người ta thương em mà tự nhiên nói chung là em cũng có tình cảm với người khác. Đấy, đừng có lộ cái đấy là vội. Sợ cái người này. Đừng có lộ cái vội chia tay nhưng mà không có được. Chưa chia tay được cái biết cái ông mà hơi một tí là đã bạo lực này mà lại còn lộ ra rằng là phải chia tay thật nhanh để đến với cái ông mới kia thì cái người mà người ta đã vốn đã nóng tính và người ta lại nghĩ rằng à chỉ vì cái người mới này rồi mà sẵn sàng hất đổ một cái mối quan hệ, một cái mối tình 3 năm nay và người ta thương mình như thế chỉ vì người mới, thì rồi không chỉ mình bị bạo lực mà cái bạn mới này cũng dễ bị lôi kéo vào. Ở đây ứng xử thật khéo, mình đã dây với một người mà có cái tính vừa ghen tuông lại vừa có tính bạo lực thì mình phải hết sức mềm mỏng, hết sức là khéo léo. Bây giờ thế này, chưa nói gì đến vội là có cái ông bạn mới kia, cứ nói các bạn là kiên trì kiên nhẫn, bởi vì em để giải quyết cái tình cảm với bạn trai cũ của em đã, bởi vì hiện nay còn đang rất là phức tạp vì anh ấy không nhất trí để chia tay với em và có những cái hành động mà rất là đe dọa, sợ rằng rồi lại liên lụy đến anh, cho nên là em cũng đừng có thể hiện cái gì và anh cũng đừng đến gặp em khi mà biết đâu cái ông kia ông theo dõi ông biết đâu. Rồi. Dạ, anh này anh giờ anh trai mặt lắm, ngày nào anh cũng vô vậy đó, cả điện thoại hay gì là ông quản lý hết. Có bao giờ mình sợ quá nỗi báo công an không? Hiện nay đang có một đối tượng như vậy là gọi là người yêu nhưng mà thật sự ra quản thúc rồi giám sát rồi theo dõi rồi đe dọa. Những lần mà ông nhắn tin ông bảo tao sẽ giết này chẳng hạn, lưu lại. Thế rồi mấy lần cãi nhau chửi ông ấy mà có cầm dao hay là nhảy qua tường rào ấy, mình chụp ảnh chụp hình lại, thì sau này mình có nhờ đến các cơ quan pháp luật ấy, bảo vệ pháp luật ấy, thì mình cũng có bằng chứng một chút, mình cứ kể miệng không thì người ta cũng sẽ khó hình dung, đúng không? Vài lần ông đe dọa, có cái clip mà đe dọa rồi có cái clip đang cầm dao chém vung loạn xạ lên chẳng hạn, rồi là một cái clip mà trèo tường nhảy uịch xuống, mình phải gọi là tích góp cái bằng chứng để đến lúc mà mình thật sự mong muốn dứt hẳn thật sự thì phải nhờ đến các cái cơ quan bảo vệ pháp luật. Còn trường hợp như này mà nói chung là anh tức lên thì anh mới vậy thôi, chứ còn bình thường thì anh không hề điên lên là anh vậy đó. Thì hầu hết ai anh điên thì nó mới điên, còn nếu bình thường vui vẻ thì làm sao mới điên được. 3 năm thúc hối thúc xong bây giờ người ta bảo là chờ hết dịch thì người ta sẽ cưới, thì mình lại muốn ngãng ra, xong đã có chưa giải quyết xong anh này đã có mà anh đứng ở đầu ngõ để chuẩn bị đón thì làm gì người ta trả tức. Cho nên ở đây này, ứng xử của mình hết sức là cẩn trọng. Ăn ở với nhau 3 năm nay rồi, muốn chia tay nó cũng phải từ từ, nó phải có lộ trình, nó có nghĩa có tình một tí chứ hất đổ như thế làm nó cay. Là tất nhiên không ai bênh vực, không ai bào chữa cho những hành vi là bạo lực, thế nhưng mà mình phải đừng gây ra những cái mà làm khiến cho người ta sốc. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ, và hy vọng bạn cũng sẽ có cách xử lý hợp lý nhất. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Phú Thọ. Alo, em xin chào cửa sổ tình yêu, chào chương trình. Rồi, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ vâng, em có câu hỏi muốn gửi đến chương trình. Vợ chồng em lấy nhau được 11 năm thì 2 năm trở lại đây thì vợ em trong vấn đề vợ chồng gần gũi với nhau thì vợ em gần như là không muốn, không có ham muốn mà cũng tâm sự với người nhà người thân là vợ em chán cái vấn đề đó. Nói rằng là bây giờ cho em đi ra ngoài để kiếm người khác để giải quyết nhu cầu, nhưng em bảo là em không đi. Thế là cưới em lời khuyên. Cưới nhau 11 năm thì là có mấy bé rồi, các bé lớn chưa? Gia đình em thì có 4 cháu, và sau khi sinh cháu thứ 4 này thì em có bác sĩ tư vấn là cắt buồng trứng để không bị sinh thêm ấy, thì do cổ đẻ. Rồi, thế là bây giờ cắt sạch rồi. Vâng, bọn em cắt, sau khi cắt thì không có chu kỳ hành kinh nữa. Rồi thì cắt rồi thì lấy đâu ra có nữa. Cắt nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tâm sinh lý của cô ý đấy. Dạ vâng. Hai vợ chồng năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 34 tuổi, em năm nay 38 tuổi. Ôi, vẫn còn trẻ thế mà đã cắt sạch cả buồng trứng rồi. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với bạn nhé. Chào bạn, như vậy là bạn cũng đã biết tình trạng sức khỏe sinh sản ấy của vợ rồi, thì bây giờ bạn muốn gì? Bác sĩ ơi, cho em hỏi là với vợ em vì cắt hai buồng trứng như thế rồi thì bây giờ có cái cách nào để làm cải thiện cái vấn đề nhu cầu mà vợ chồng muốn gần gũi với nhau, bởi vì trong thời gian giả sử như 1 năm vợ em thì cũng đi làm xa, cũng không ở nhà. Thế nên là mỗi khi vợ chồng có gần nhau thì cũng rất là hạn chế trong cái vấn đề vợ chồng sinh hoạt với nhau. Có khi 2-3 tháng mới gặp nhau 1 lần ấy ạ. Còn khi gặp nhau thì vợ chồng em thì cũng có, nhưng mà gần như là vợ em không muốn, vợ em
chỉ gần như là đáp ứng để chiều thôi. Dạ vâng vâng. Thế thì như bữa nãy anh Thành Văn anh nói là cái việc cắt buồng trứng là nó cũng ảnh hưởng ấy. Có một cái điều nữa rằng là hai bạn lại làm xa nhau ấy, thì cái sự mà tình cảm âu yếm nhá, để mà cho thật gần gũi nhau, thật là yêu thương nhau, thì nó lại cũng bị cản trở. Tức là ngay từ bên trong cơ thể của vợ em ấy, nó đã thiếu hụt những cái hormone để mà cho cái chuyện ấy rồi. Thế rồi từ phía bên ngoài, tức là sự chăm sóc về tình cảm ấy, gần gũi nhau rồi yêu thương nhau, rồi tạo được những cái hoàn cảnh, những kết nối nhau ấy, thì nó cũng lại thiếu. Đấy, vì xa nhau mà. Thế cho nên là mình gặp cái việc đấy, rõ ràng là có hai nguyên nhân nhá. Vậy cái nguyên nhân mà từ bên ngoài có vẻ như là bạn giúp được ấy, thì bây giờ tìm cách nào? Vợ em thì đi làm xa mà em bảo là vợ là về trên quê mình làm, thì vợ em không về, vợ em bảo là không về làm ở trên quê được. Bởi vì không thích làm công việc bình thường. Thì công việc nói chung là chê là lương ít, không muốn về. Nó cứ có một cái khó khăn là hai người không cùng chung một hướng rồi. Đúng không? Vâng. Vì vậy cái chuyện mà để mà gần gũi, cái chuyện kia kìa thì với vợ em đã nói là về khía cạnh cắt hết buồng trứng nhá, tức là cơ thể của người ta vốn dĩ nó cũng đã, cái nhu cầu về tình dục nó đã khô khan rồi. Nhưng cái yếu tố tình cảm để mà nâng nó lên, để thúc đẩy, để nuôi dưỡng cho cái tình dục nó đẹp hơn ấy, thì nó lại cũng có vẻ như là cũng không thoải mái lắm, đúng không? Cô ta bây giờ chỉ một mực là nhăm đi làm để có tí tiền. Cái mong muốn của cô ấy nó rất là mạnh. Bởi vì vậy nó thể hiện ở chỗ là thông thường người phụ nữ họ khó xa con lắm. Thế nhưng mà vì một cái lý do có lẽ là mong muốn kiếm tiền ấy, thế thì nó mạnh mẽ hơn tất cả những cái tình cảm là với chồng, với con. Cho nên rằng là cái câu chuyện đấy nó rất là khó. Vâng, giả sử như bây giờ chị biết không, trong đầu em lúc nào cũng rất là căng thẳng, vấn đề cân đối về cuộc sống gia đình, rồi thì mọi cái lo về cuộc sống, về nuôi dạy các con. Bởi vì vợ chồng xa nhau, các con cũng rất là thiệt thòi về tình cảm. Thời lượng của chương trình không được nhiều, và cái vấn đề băn khoăn của bạn để giải quyết một cách hợp lý thì nó rất là mất nhiều thời gian, nên bạn có thể kết nối lại với số điện thoại tổng đài 02438262625 của chúng tôi, để các trợ lý của chúng tôi có thể kết nối bạn nói chuyện thêm với chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn nhé. Xin chào bạn. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Vũng Tàu. Alo, Vũng Tàu đâu ạ? Dạ vâng, em chào anh ạ. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì? Vâng, anh ơi cho em hỏi, tầm vài năm nay ấy, con cái em cứ, nó mỗi lần mà nó làm mình tức lên, sau cái đầu óc của em sao mà nó cứ, nó kiểu mất nổ lên, nó bắt đầu là em la hết ấy. Em không hiểu là tính của em sao luôn á, mà đến hồi lắm hôm mà em cũng có đánh con rồi, quát con á, xong á cứ thấy mà sao nó lúc nó ngủ hoặc là nó mình vui giận ấy, mình thấy nó thương mà nó tội con ấy. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 36 anh ấy. 36, mà cái biểu hiện bốc hỏa như kiểu là tiền mãn kinh thế á? Đúng rồi đấy, lắm hôm chỗ em tưởng tượng là không hiểu làm sao là em muốn la muốn khét thật ấy, thật lớn lên đấy. Công việc làm là có áp lực lắm không? Không anh ạ, công việc thì em ở nhà, em nói chung thì chăm con với lại chỉ ở nhà thôi đúng không? Thế thì có hay mâu thuẫn vợ chồng không? Vợ chồng em thì thực không anh ạ. Cũng không có cái gì mà khiến cho mình phải bực bội cả và dội lên đầu con như thế đúng không? Thế nhưng mà thỉnh thoảng nó cứ như kiểu là lên cơn đúng không? Muốn điều chỉnh hành vi của mình cho nó mềm mại hơn, phù hợp ý hơn. Ý là em sinh đứa thứ ba mà em sinh mổ hoàn toàn đấy anh. Mà đến đứa thứ ba là em triệt sản ấy, em đang hỏi vấn đề là nếu mà em triệt sản có ảnh hưởng về cái vấn đề thần kinh của em không ạ? Rồi, quát tháo bố nó không? Quát thì cũng có đấy nhỉ, nhưng mà được cái anh cũng hiền đấy, không có nói lại. Khéo ống bịt lỗ tai lại rồi. Vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng ạ, cảm ơn. Rồi, xin chào. Vâng, em chào anh ạ. Tức là bây giờ là mình ba con hả? Dạ, em ba con anh ạ. 36 tuổi đúng không? Dạ. 36 tuổi, ba con, mình chỉ ở nhà nuôi con, không phải đi làm. Mình làm tại nhà. Vâng ạ, em bán hàng tạp hóa anh ạ. Bán hàng tạp hóa tại nhà. Triệt sản. Vâng. Triệt sản bằng biện pháp gì? Thắt buồng trứng anh ạ. Thắt thôi gì? Vâng ạ. Rồi, ok.
Bây giờ thì mình thấy là cái tính mình thỉnh thoảng nó cứ nổi điên lên, rồi mình trút xuống con, thế rồi xong thấy đôi khi cũng vô cớ, lúc mà chúng nó ngủ ngon thì nghĩ ơ sao mình dở hơi thế, rồi cái quát ầm chúng nó lên. Mà mình hết sức ý thức được việc này đúng không? Vâng, rất ý thức được này. Trong lúc giận thì cũng rất ý thức được. Có lần là em cái hồi mà em bầu đánh xong xong lao vào ôm không khóc, mẹ xin lỗi con, có bao giờ thế không? Vâng, đúng rồi đấy. Nhiều người thế lắm đấy. Thế xong mình ở với ai? Hiện nay thì là có ông bà nội ngoại gì không hay là... Không ạ. Có hai vợ chồng hai với lại chồng ba đứa với con, ba đi con rồi. Chồng đi làm suốt ngày đúng không? Vâng ạ. Chồng cũng ngoan, không có vấn đề gì, không bồ bịch gái trai, không nghiện ngập rượu chè, không đánh vợ. À hiền thế thì đánh cái gì đúng không? Vâng ạ. Thật ra thế này này, thứ nhất là phải nói về cái chuyện là mình băn khoăn về chuyện là đình sản ấy mà. Vâng. Thì nó không ảnh hưởng đâu. Giá mình cắt sạch buồng trứng nó khác, bởi vì cái buồng trứng là nơi mà sản xuất ra, thứ nhất là tất nhiên là sản xuất ra trứng và hormone sinh dục nữ để nó làm cho mình dịu dàng, nhẹ nhàng, mềm mại, nữ tính. Đấy. Thế nhưng mà nếu mà cái người mà bị cắt cái đó thì như vậy là buồng trứng nó không sản xuất được, người mình sẽ trở nên khô khan này, giọng mình sẽ trở nên ồm ồm này, da thì khô, bắt đầu hình như chuẩn bị biến thành người đàn ông ấy, tức là người ta bảo như ca đô đực ấy. Thế nhưng mà mình thì là chỉ thắt thôi, nghĩa là nó, cái buồng kia nó vẫn cứ sản xuất, tội rằng là vì không cho nó trứng nó tụt xuống dưới này để nó gặp tinh trùng để mình không đẻ nữa thôi, chứ còn thì nó vẫn tiết ra các thứ, trong đó có nội tiết tố để làm cho mình trở nên dịu dàng nữ tính thì không thay đổi gì cả. Cái của mình là vấn đề thế này này, con người người ta có nhiều nhu cầu lắm, mà trong đó có nhu cầu giao tiếp với bạn bè, xả stress rất lớn. Mình nghĩ mà xem, nếu như các chị phụ nữ mà chị đi làm cơ quan mà từ sáng đến tối mồm chị nhem nhép suốt ngày buôn chuyện đủ thứ ở trên đời, hết nói khen chồng rồi đến nói xấu chồng, rồi đến khen chồng người khác, rồi đến nói xấu sếp, nói vui thế nhưng mà thực ra thì người ta được giải tỏa tinh thần, được chia sẻ về chuyện chỗ hôm qua ra đường gặp ông công an, ông ấy chặn mình lại để ông kiểm tra giấy tờ, nhưng mà ông ấy đẹp trai kinh khủng, lúc ấy thì mình cứ sững người ra. Thế rồi lại người thì kể chuyện, ôi hôm qua sang bà ngoại có buồng chuối ngon quá, mình mới xin bà có 5 nải, bà bảo ôi mày cho có 2 nải thôi, khiếp công nhận bà không ăn được, bà cũng ki bo, ví dụ như thế. Nói rằng nó được xả. Còn mình thứ nhất là không có cơ quan, không đi làm, mình không nói được với ai chuyện nọ chuyện kia. Thế hơn nữa thì chăm việc chăm ba đứa trẻ, nó cứ trứng gà trứng vịt với nhau, nó cũng đã rất là mệt mỏi căng thẳng. Bố nó chắc không giúp gì được việc nhà nhiều đúng không? Dạ, anh đi làm suốt ngày để đấy. Về là anh cơm nước thì em, nói chung là việc nhà là em làm hết. Chăm sự việc đến tay, thế rồi là lại không được có cơ hội để mà buôn chuyện giải tỏa, thì người nó ấm ức, nó bí bích. Cho nên là với giận cá chém thớt, cái trường hợp của mình là nó cứ bực ở trong người mà. Thế thì lắm hôm mà em giận quá, em kêu là anh ơi sao anh không nói cái gì, ý là em nói con như thế mà anh không hề nói một nỗi lời là luôn ấy. Ông ấy sợ mình hỏi, quát lại ông sao? Anh kêu là sao nói muốn nói kiểu gì thì nói, sao anh mà nói một cái là em hạ hỏa liền, nhưng mà anh không nói, không nặng rằng gì hết, anh cứ ngồi anh nghe vậy thôi, anh không nói đấy, năng gì hết ấy. Cái ông này nhát, chứ còn nếu không ông cứ chọc cho mình, trong mình cứ xả ra mà. Dạ. Này em vớ vẩn thế rồi kia. Này ông lại còn nói tôi vớ vẩn, là suốt ngày tôi ở nhà từ sáng đến tối giờ tôi một mình bao nhiêu việc như thế, ông chỉ có đi làm về chả giúp cái gì nào. Thế nào? Ôi cứ nói thế nó nhẹ người ấy mà. Vâng, thế, để thế cho nên là mỗi lần em mà giận con anh em nói nhiều thì em trông anh bảo là im mồm đi, là mẹ mày nói nhiều thế nào thế kia, thì em lại im hẳn lên, nhưng mà anh không nói gì hết đấy. Gây sự mà con đứa nó cũng còn không thèm bắt về với mình thì cũng tức lắm cơ. Nói thế để mình hiểu bản chất của vấn đề, mình không phải thần kinh mà chẳng vì gì mà cơ bản nhất là nó không được xả năng lượng. Thế cho nên là đấy, nhiều người chị em phụ nữ này dịp Covid này không được đến cơ quan, chỉ có ở nhà chăm mấy đứa con mà tự nhiên cũng kêu là phát điên lên mất cơ. Trời ơi, chúng nó nghịch xong rồi, nhiều lúc đánh oan chúng nó chứ. Mọi khi mình đi làm thì từ sáng đến tối, chiều thì chỉ đón nó ở nhà trẻ mẫu giáo hay là ở trường học về, thế là tắm rửa xong lao vào nấu ăn, thế xong rồi lại kèm nó học. Thế nhưng bây giờ ở nhà suốt ngày, xong rồi chả chuyện trò gì, xong bắt đầu nó chán. Chẳng lẽ lúc nào cũng lôi nhà ra lau, lúc nào cũng nọ kia, thành ra tính tình nó cũng bị áp lực. Thế thì trong trường hợp của mình là đang bị áp lực. Thứ nhất là áp lực công việc nhà và chăm ba đứa con. Một cái áp lực tiếp theo đó chính là mình ít có cơ hội để mà mình xả cái đó. Thế nếu mà mình có điều kiện bố trí được thời gian mà gần khu nhà mình ở đâu nhỉ? Nhà em ở Bà Rịa anh. À Bà Rịa.
Yeah. Dịp này thì Covid thì không nói làm gì rồi, nhưng mà khi mà cuộc sống nó ổn định trở lại ấy, mình buổi tối đi ông chồng ngoan hiền như thế suốt ngày đi làm rồi, thì tối thì sau khi cơm nước giao cho bố nó, kèm con lớn học, kèm đứa bé làm cái nọ cái kia, mình đi câu lạc bộ mấy chị em đi ra đấy, người ta bật loa bật đài, mình nhảy đi, nó cũng vui. Thế rồi thứ bảy chủ nhật nếu có điều kiện mà ông ấy nghỉ thì ông ấy trông hàng, nếu mình kinh doanh ông trông hàng, tham gia các cái nhóm đi phượt của chị em phụ nữ mà tuổi sồn sồn trung niên ấy. Mình thì nó giống như một cái trái bóng ấy, nó rất là căng, thế cho nên là hơi đập nhẹ thôi nó cũng nảy tăng tăng ở trên mặt đất. Thế thì bây giờ mình phải có cái cách mình cho nó xì bớt hơi ra thì nhá. Cái này thì mình điều chỉnh xíu thôi trong cuộc sống thôi. Rồi, hy vọng bạn sẽ cân bằng trong cuộc sống nhá. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Alo. Tôi đang nghe đây ạ. À, anh ơi cho em hỏi, không biết tại sao mà, ý là mỗi một lúc mà cứ quan hệ mà tại sao mà chỉ được có từ 3 đến 4 phút thôi là quay đầu lắm, đấy là nhiều nhất đấy. Ừ, bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay mới có 35 tuổi. 35 tuổi, thế là mấy năm nay nó đều thế à? Hay là từ trước nay là vẫn thế? Ý là từ trước này ạ. 35 tuổi có mấy con rồi? Em một cháu rồi ạ. À. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ xem làm thế nào để cải thiện cái chuyện mà cứ 3-5 phút đã xong rồi nhá. Ừ, chị chào em. Vâng ạ, em chào chị. Thế 3 đến 5 phút xong rồi thì có vấn đề gì xảy ra này? Ở 3 đến 5 phút ấy. Ý là nhiều lúc vợ nó cũng không hài lòng lắm. Cái đấy người ta gọi là lệch pha. Có những bà vợ là bà chấp nhận đấy, chỉ cần 2-3 phút thôi xong là ổn rồi. Thế và có những người thì người ta yêu cầu cao hơn. Thông thường người ta cứ nói gọi là xuất tinh sớm ấy, thì 3 đến 5 phút thì cũng không phải là ở cái dạng gọi là xuất tinh sớm nhá. Dưới 2 phút mới là xuất tinh sớm. Vậy thì đây chỉ là lệch pha giữa chồng và vợ thôi. Và vợ thì có nhu cầu dài hơn. Em thử lên chương trình em hỏi có cái gì cải thiện để mà được lâu hơn không ạ? Ừ, có cái gì cải thiện được lâu hơn thì cần sự phối hợp với vợ. Bây giờ làm thế nào để hài hòa được cái chuyện đấy hai người, tức là vợ, cụ thể ở đây là để làm cho vợ em hài lòng, đúng không ạ? Vâng ạ. Vậy thì cái giai đoạn mà gần gũi bên vợ ấy, nó không phải chỉ ở cái lúc gọi là dương súng bóc cò, mà nó ngay từ cái khâu chuẩn bị ban đầu ấy, cứ dùng cái kỹ thuật gọi là bắn súng đi nhá, áp má tì vai ấy. Đấy. Thế thì những cái giai đoạn trước ấy, mình tâm sự, mình thủ thỉ, mình âu yếm để kéo dài ra đó, và lúc đấy thì người vợ đã được chuẩn bị sẵn sàng về mặt sinh lý ở trong cơ thể rồi, em rõ không ạ? Tức là em nghe rồi ạ. Cái mà ý em hỏi là bây giờ là bình thường là có phải đi khám hay là cải thiện như thế nào để cho nó thời gian nó kéo gọi là dài dài hơn một tí không, hay là chỉ như thế là tạm ổn rồi? Chị nói là nếu mà nó về vấn đề bệnh tật thì là em không có bệnh tật gì. Thế còn đi khám để kéo dài ra thì tùy em đi khám xem các bác sĩ nam học người ta khuyên như thế nào. Thế nhưng mà xét về sinh lý tình dục ấy thì người ta đang nói về kỹ thuật nhá. 3 đến 5 phút để mà bắt đầu từ cái đoạn gọi là, tức là với em không thành vấn đề gì nhưng với vợ là chưa thỏa mãn. Vì vậy làm thế nào để cho vợ đến cái lúc mà em bắt đầu tấn công thì vợ cũng đã sẵn sàng đón nhận. Sẵn sàng đây là gì? Là trong cơ thể vợ ấy đã cảm thấy những cái chuyện là hưng phấn, hiểu không ạ? Là mong muốn. Và khi mà vợ đã sẵn sàng và em lại tiếp tục 3 đến 5 phút nữa thì chị nghĩ rằng 3 đến 5 phút là hai vợ chồng cùng gặp nhau ở cái đỉnh ấy, được không ạ? Xong đấy thì là cùng nhau cái giai đoạn cuối cùng người ta gọi là thoái trào. Như vậy, một là em tìm thêm các cái sách về cái chuyện đó, em đọc thêm, nó có kỹ thuật. Thế thì ở đây mình chỉ có thể giới thiệu được sơ qua là em thử cải thiện bằng cái thời gian mà gần vợ ấy thì kéo dài cái người ta gọi là giai đoạn dạo đầu ấy, để khơi dậy cái sự sẵn sàng trong vợ ấy, chứ không có vợ cứ lạnh tanh như này xong mình lên giường một cái là mình chiến đấu luôn. Thế và cái lúc mà mình chiến đấu xong thì mình đi ngủ, còn lúc đấy cơ thể vợ mới bắt đầu được kích hoạt và rõ ràng là vợ không đạt được khoái cảm. Cái lúc vợ lên cao trào thì em lại xong rồi, em lại ngủ mất. Em hiểu ý chị chưa? Vâng, em hiểu rồi. Rồi, hy vọng là các bạn sẽ hòa hợp hơn nhé. Xin chào bạn. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng.
Yeah.